Trên đời này hết người lấy rồi sao? Tại sao cứ phải lấy một đứa mù hả? Mẹ anh tức giận đến xanh mặt, tay chỉ thẳng vào tôi. Anh cũng không nhốn nhường, lên đi đến nắm tay tôi trần an. Mẹ, con yêu Hương thật lòng, cho nên con sẽ kết hôn cùng cô ấy. Xin mẹ đừng phản đối chúng con. Yêu sao? Con điên rồi. Nó mù như vậy, đến ăn cơm cũng phải có người chăm. Con lấy nó về, nửa đời sau, con lại phải đi nuôi nó sao? Tôi nghe lời cay nghiệt từ mẹ anh, khỏe mắt ẩm ướt. Cảm giác thật chạy lòng Tôi chỉ biết cúi mặt Không dám ngẩng lên Giống như mọi tội lỗi đều do tôi gây ra vậy Lúc ấy anh rất kiên quyết Cho dù nơi đời sau của con phải nuôi cô ấy Thì cũng là do con cam tâm tình nguyện Xin mẹ đừng xen vào Con, đúng là con cái trưởng thành Đủ lông đủ cánh Thì không còn muốn nghe lời cha mẹ nữa Cho dù con cứ nhất quyết lấy nó Thì ngày cuối mẹ cũng sẽ không đến Hương, tôi nói cho cô biết Cả đời này tôi cũng không chấp nhận cô là con dâu vì cô không xứng. Nói xong, mẹ anh bỏ đi. Tôi khóc mặc anh kéo vào lòng. Tôi biết lý do khiến mẹ nóng giận là gì. Vì mẹ chỉ có một đứa con trai là anh. Nhà anh lại khá giả so với nhà của tôi thì đúng là quá khác biệt. Nhà tôi đến cơm ba bữa cũng phải bươn trải mới đủ ăn. Tôi lại mù lòa thì biết sống dựa vào người khác. Anh ôm tôi vào lòng rất chặt. Hương, đừng nghĩ nhiều. Anh nhất định sẽ lấy em. Quốc, cảm ơn anh là một bác sĩ thực tập của một bệnh viện lớn trong một lần khám bệnh anh và tôi đã gặp nhau tôi là bệnh nhân của anh nằm viện khá lâu tôi và anh có nói chuyện qua lại lúc ấy chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau tôi xinh đẹp dịu dàng lại hiểu chuyện đúng y như hình mẫu của anh còn anh ấm áp lại biết cách quan tâm khiến tôi cảm động chỉ tức là vì tôi chỉ là một cô gái mù có lẽ duyên phận đã đưa họ đến bên nhau mặc bao lời khuyên ngăn một hôn lễ long trọng diễn ra trước sự chứng kiến của vài người hôm đó tôi mặc chiếc váy trắng độc thuê thạm đơn giản bước vào lễ đường bà tôi mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ nắm lấy tay tôi dẫn đi từng bước đến chỗ anh tay ba tôi run rẩy lạnh buốt đứng trước mặt anh bà tôi nghẹn ngào quốc thiệt thòi cho con rồi nhưng cha xin con sau này nhất định phải tốt với nó ba yên tâm con yêu thương thật lòng cho nên con sẽ không bao giờ xem đó là thiệt thòi của con Ngược lại Con rất hạnh phúc Mẹ tôi bên dưới ánh mắt bà đảo quanh hàng ghế ngồi Cũng chẳng có ai Ngoại trừ gia đình tôi Bên nhà trai không ai đến đám cưới tựa thớt Buồn tẻ Trong sự xúc động chạnh lòng của mọi người Lúc trao nhẫn tôi mới lấy hết can đảm Hỏi lại anh một lần nữa Quốc Anh thực sự sẽ lấy em sao Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy Anh cười nắm lấy bàn tay tôi đeo nhẫn vào. Anh sẽ không bao giờ hối hận. Cả đời này, anh cũng không bao giờ hối hận. Hôn lễ kết thúc, tiếng vũ tay hân hoan, niềm hạnh phúc dâng trào. Chúng tôi thoáng chốc đã kết hôn được 2 năm. Anh từ một thực tập sinh, trở thành một bác sĩ chuyên khoa ngoại ở bệnh viện. Anh thực sự đã bắt đầu bận. Trước đây, đôi ba lần vẫn về ăn cơm trưa. Nhưng hiện tại, cả buổi trưa cũng không về. Nhưng anh là người chồng mẫu mực, Tối lại tranh thủ về sớm với tôi. Hôm ở nhà, vào buổi sáng, tôi nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Liền dùng tay, men theo vết tường đi đến mở cửa. Đúng là cái thứ mù. Ngay cả việc đơn giản là mở cửa mà cũng chậm. Giọng mẹ đành thép. Mẹ, vào nhà đi ạ. Bà lướt tôi một cách chán ghét. Bà đến sofa, liền ngồi xuống. rót ly nước cho tôi. Vâng, tôi men theo vách tường đến được nhà bếp. Lúc đi ngang qua bàn, lại không cẩn thận làm rơi cái ly xuống nền gạch. Tạo tiếng động lớn, tôi nghe tiếng mẹ vọng xuống quát. Ôi trời, có mỗi việc rót nước làm cũng không xong. Nhà tôi vô phúc mới có một đứa con dâu như cô đấy. Mẹ đi xuống vừa chỉ vừa mắng tôi. Con xin lỗi, để con rót ly nước khác cho mẹ. Không cần, đứa mù như cô thì làm được cái gì hả? À? Bà nói liền kéo tôi lên phòng khách. Động tác nhanh, lúc đi ngang qua, bạch cửa tôi bị vấp đến đau cả ngón chân. Cô mù, nhưng con trai tôi đâu có mù. Tại sao lại cứ phải lấy cô? Có phải cô cho nó uống bùa mê thuốc lú gì không? Bà véo vào tay tôi thô bạo. Mẹ con không có. Xin mẹ. Bà hậm hực ngồi xuống sofa. Cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi nghe vậy, liền ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Cô và con trai tôi kết hôn được 2 năm rồi. Tại sao cô vẫn chưa có thai? Cô chỉ là không nhìn thấy thôi. Bộ này có khả năng làm mẹ cũng không có sao. Giọng bà bực bội, lời đấm thẳng vào tay tôi. Con bà Quốc đang rất cố gắng, có lẽ chỉ có một thời gian thôi sẽ có tiến triển Tôi cảm thấy cô giống như gánh nặng vậy Tại sao cô không chết đi Nếu đổi lại là tôi Tôi sẽ chết đi Vì tôi không muốn trở thành thứ ăn bám Thứ gánh nặng của người khác Nói cho cô biết Nếu như năm tới cô không có thai Thì tôi sẽ tìm bữa khác cho con trai tôi Bà vừa nói móng tay vừa cắm chặt vào cổ tay tôi Tôi cắn môi ướt ức chịu đựng Bà hất mạnh tay tôi xuống sàn Sau đó hàn học rời đi Lúc cửa đóng sầm Tạo tiếng vang lớn tôi mới biết mẹ thực sự đã đi rồi. Đến tối anh về, tôi vẫn đang dọn dẹp trong bếp, chân lì bị vỡ, lúc sáng vẫn còn trên nền gạch. Hương, làm gì vậy? Tôi giật mình khi nghe anh nói, mảnh vỡ liền cắt vào tay tôi đến chảy máu. Anh lo lắng đi đến tùm lấy tay tôi, kéo về phía ghế ngồi, giúp tôi dùng băng keo cá nhân dán lại. Mấy việc này, sau này cứ để anh làm, em đừng đụng tay vào, không là bị thương đấy. Tôi đúng như mẹ anh nói, vô dụng, chỉ biết bám vào người khác. Lúc anh mang vết thương cho tôi Ánh mắt rơi trúng cổ tay có vết đỏ Giống như bị bóng tay bấm vào liền hỏi Cổ tay của em À em không cẩn thận bị chảy thôi Anh cao mày Em nói dối Đây rõ ràng là bị bóng tay cắm vào Có phải mẹ lại đến gây khó dễ cho em không Tôi cúi mặt không dám trả lời Anh cũng thừa hiểu Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Mẹ đến gây khó dễ cho tôi vai tôi run lên khóc nấc thành tiếng Mẹ anh nói đúng Em chính là gánh nặng của anh Quốc Chúng ta kết hôn đã 2 năm rồi Vẫn chưa thể có con Có phải là do em không Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt của tôi Dịu dàng lên tiếng Không phải đâu Chúng ta sẽ đến bệnh viện khám sức khỏe Anh làm việc căng thẳng Biết đâu lý do vẫn chưa có con Là do anh thì sao Em đừng nghĩ quá nhiều Tôi thở dài một cách nặng nề Tự đầu lên cổ anh Tôi biết bản thân chính mình rất vô dụng Chỉ là anh luôn cố gắng không muốn tôi để tâm Đến tối Lúc anh đang tắm thì bên ngoài nghe một tiếng động rất mạnh, giống như tiếng nổ lớn. Anh vội mặc quần áo, sau đó chạy xuống bếp. Bị gà nổ, tôi hoảng sợ ngồi phụp xuống lề gạch, tay ôm đầu hoảng sợ. Anh chạy đến. Hương, không sao chứ? Lửa bắt đầu cháy, anh liền nhanh chóng mấy tôi chạy ra ngoài, sau đó gọi xe cứu hỏa đến. Vì bọn tôi ở trung cư, nên hàng xóm mọi người liền kéo đến. Lúc xe cứu hỏa đến kịp, đã thành công dập đống lửa. Tôi run rẩy liền kéo lấy tay anh. Em xin lỗi, Em chỉ muốn nấu ít mì cho anh Có lẽ em vô ý đụng vào van Bạn bình ga rồi Không sao, đã xong rồi Lửa không lớn, tôi khóc ở trong lòng anh Ngay cả việc giúp anh nấu một bát mì Tôi vẫn không thể làm Mọi người ở chung cư liền súng sụm bàn tán Dâm giả Này, nếu mù thì đừng nấu ăn chứ Anh coi lại vợ mình đi Nhà tôi ở cạnh nhà anh đấy Vợ anh lại gây đại họa nên lụy đến chúng tôi thì sao Đúng đó Tôi ở đối diện còn có trẻ em anh lại để vợ ở nhà một mình cô ấy không nhìn thấy cứ gây họa lại đem phiền phức cho chúng tôi anh ái ngại cũng chỉ biết lỡ lời nói cho người chuyện xin lỗi các bác chỉ lần này thôi cháu đảm bảo sẽ không có lần sau đâu về đến các bác rồi nói xong anh đỡ tôi vào trong nhà những cái bếp lộn xộn anh không kìm nén được thở dài thành tiếng đưa tôi lên sofa em cứ ngồi ở đây đừng đi lung tung anh dọn các bếp xong sẽ đưa em về phòng ngủ vâng Lúc anh rời đi tôi liền khóc Môi mím chặt để không phát ra âm thanh Một kẻ vô dụng chỉ gọi gây họa Cho người khác chính là tôi Tôi cứ như vậy thì đến bao giờ Mẹ anh mới có thể chấp nhận tôi đây Ngày hôm sau Anh dành chút thời gian nghỉ trưa cùng tôi đến bệnh viện Sau khi kiểm tra sức khỏe xong Bác sĩ liền cười gượng Do chu kỳ kinh nguyệt của vợ anh thất thường Cộng thêm nội tiết tố tăng cao Cho nên mới chậm có con Tôi nghe bác sĩ nói thì đã hiểu lúc anh dìu tôi ra ngoài cổng lớn của bệnh viện thì đụng phải mẹ anh, bà đi đến, không nói câu nói liền cho tôi một cái tát rất mạnh. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tại sao lại đánh vợ con? Bà chỉ thẳng vào mặt tôi. Tôi nghe nói ngày hôm qua chính cô là kẻ gây họa, suýt chút nữa làm cháy cả căn nhà. Tôi nói cho cô nghe, nếu mù thì ăn phận một chút, đừng chạy tới chạy lui gây họa, làm khổ con trai tôi nguyên khu trung cư ai cũng đồn ầm ý cô gây phiền phức cho hàng xóm có từng nghĩ mặt mũi của chồng cô không tôi hoảng sợ núp sau lưng anh mẹ có gì về nhà nói đây là bệnh viện đấy bà cao mày mẹ hay tin có dẫn nó đến đây khám cho nên mới biết đưa đây giấy kiểm tra sức khỏe anh theo phản xạ liền đem giấu nó sau lưng bà hung hăng giật lấy sau khi đọc xong ánh mắt bà hiện rõ tia máu giận dữ bà như phát điên lao đến túm lấy hai vai rồi siết chặt đau đớn đổ vô dụng Tôi nói không sai mà Do cô Tất cả đều do cô Ngay cả sinh con Mà cũng không sinh Nếu đã vậy Tôi sẽ cưới vợ khác cho con trai tôi Bà hất mạnh Tôi liền ngã xuống nền đất Anh đỡ lấy tôi Mẹ Con xin mẹ Hãy để cô ấy được yên Kết quả cũng không có nói là không thể Chỉ cần điều trị tốt Sẽ không có vấn đề gì Con thì hay rồi Nếu như cả đời này Nó cũng không thể mang thai Thì sao Mẹ chỉ có mỗi con là con trai Con muốn mẹ cả đời không thể ám cháu luôn à Tôi cắn môi ớt nghẹn Tôi không dám trả lời Vì những gì mẹ nói đều là sự thật Một năm sau Vẫn không có dấu hiệu nào Là họ sẽ có con Anh là con một của gia đình Mẹ anh vốn đã không thích tôi Này lại càng có lý do để ghét Ngày nào lúc anh đi làm về Mẹ anh cũng lấy chuyện đó ra để tra tấn Những hôm anh trở về nhà Tôi ở trong phòng cũng nghe được rất rõ mẹ và anh Qua lại vì chuyện của tôi Tôi lại chỉ biết lặng lặng tránh đi Quốc Hơn một năm rồi Nó cũng không thể có thai Lần này mẹ quyết rồi nhá Mẹ sẽ tìm một cô vợ khác cho con Con hãy ly hôn nó Anh mệt mỏi vừa đi làm về Đã tiếp tục cùng mẹ đôi co Con đã nói rồi con không muốn Mẹ rốt cuộc đến bao giờ mới có thể hiểu cho con được Bà tức giận vỗ tay vào ngực quát lớn Mẹ thực sự không hiểu Đứa mù đó thì có gì để con phải luyến tiếc Vì cô ấy là vợ con Anh thẳng thắn đáp lời Những ngày qua ngày Sự căng thẳng cũng dần biến thành sự mệt mỏi Giọt nước rốt cuộc cũng tràn ly anh dần già đã không muốn trở về căn nhà của chính mình nữa Vì anh áp lực với tiếng khóc của tôi Và mệt mỏi khi đối diện cùng sự chất vấn của mẹ Tháng 7 mưa lớn Dự báo thời tiết nói là bão rất to Alo, anh về chưa? Mưa lớn quá, cả điện cũng bị ngắt rồi Em sợ Bên đầu dây, giọng anh đã bắt đầu khó chịu Có lẽ vì say nên giọng hơi khàn Em lớn rồi, có vài trẻ con đâu mà sợ Anh chưa về được Hôm nay có lẽ không về Tôi ngập ngừng nhưng mà, tít tít, những từ còn chưa kịp thốt ra đã trôi xuống cổ họng, vì anh không kiên nhẫn để nghe. Anh ngắt máy. Suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên anh ngắt máy trước, làm tôi bất an hơn bao giờ hết. hung gian một màu đen tĩnh mịch, tôi gà gắng dùng tay, men theo tường di chuyển đến giường ngủ. Vì không cẩn thận, tôi vô tình va vào cạnh thủ, tay đau nhức nhói. Lúc anh trở về, trời đã gần sáng, cả một đêm qua tôi cũng không ngủ. Anh về rồi à? Tôi vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra Tôi không muốn chất vấn anh Cả không muốn khiến anh mệt mỏi Ừ em cả đêm không ngủ sao Đâu có em chỉ là dậy sớm một chút thôi Anh tắm đi Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh Thôi em thì làm được gì chứ Anh đặt điện thoại bên cạnh liền đi vào nhà tắm Tôi co mày lại câu nói của anh Giống như dao nhọn đâm vào tim tôi Tôi cố gắng để bản thân mình không yếu đuối trước anh Điện thoại anh vô tình phát ra âm thanh thông báo của tin nhắn Tôi theo phản xạ liền cầm lên Nhưng cho dù tôi có cầm lên Cũng chẳng thấy cái gì Tôi cứ gượng không thấy cũng tốt Cứ xem như là không có gì vậy Anh thay đổi rồi Nhưng tôi vẫn không chấp nhận được sự thay đổi của anh Tôi tự an ủi chính mình Tháng 8 anh về muộn Lúc về nhà Trên người còn mang theo mùi hương là một mùi oải hương quyền rũ Tôi cũng không muốn để ý quá nhiều Nhưng lúc anh cài áo vô tình mùi hương đó lại sộc lên mũi tôi tôi vô thức trên lặng tại chỗ tay cài áo giúp anh có chút hưởng lại anh có thói hoen dùng nước hoa này từ bao giờ câu nói của tôi dường như làm anh căng thẳng à đồng nghiệp tặng thôi đồng nghiệp của anh không biết chọn nước hoa gì đây là mùi của phụ nữ mà anh đột nhiên giật mình vậy sao tôi cài áo giúp anh cẩn thận đến mức không lấy một nếp gấp anh hiện tại đã thành khoa trương cho nên ăn mặc phải chỉnh chu một chút. Ăn sáng thôi, em chuẩn bị xong cả rồi. Tôi ngủ nhưng vẫn cố gắng trên một cái trứng, ăn kèm bánh mì cho anh. Không cần, anh phải đến bệnh viện ngay, em tự ăn đi, về sau cũng đừng làm bữa sáng nữa. Anh cũng không cần biết tôi sẽ ra sao, đã bảo đi rồi. Tháng 10, trời thu mát mẻ, sinh nhật của tôi. Tôi ngồi trước bánh kem, tự thắp đến cho chính mình. Kiên nhẫn đợi đến 3 giờ sáng, anh vẫn chưa về. Tôi mới gọi điện Đầu dây bên kia Rất lâu sau Anh mới nhấc máy Tiếng nhà sập sình Khiến tôi cũng khó nghe Anh về chưa Hôm nay anh cùng viện trưởng thảo luận về lịch mổ tim Em ngồi trước đi Không cần đợi anh Anh trả lời rất vội vã Nhưng hôm nay là Tít Tít Anh ngắt máy rồi Tôi đặt điện thoại xuống bàn Ngắm nhìn chiếc bánh sinh nhật Anh đến vàng phất Mà bi thương của tôi Hai tay tôi chấp lại ước nguyện Em ước rằng mỗi ngày anh đều có thể về nhà đúng giờ. Tôi ngồi trước bánh kem cả đêm, anh rốt cuộc cũng đã về, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc. Anh, tại sao cả đêm không về hả? Có biết hôm qua là ngày sinh nhật của em không? Đây là lần đầu tiên tôi mất kiểm chế chất vấn anh. Anh liếc nhìn tôi tâm trạng càng nặng nề. Sinh nhật của em có quan trọng bằng công việc của anh không? Anh ở bên ngoài làm bao nhiêu việc, em có nhìn thấy không? Tôi cười đau đớn, em không nhìn thấy em bị mù em làm sao biết được anh rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì chứ lúc đó anh biết bản thân mới lỡ lời nên đã đi đến kéo lấy tay tôi hương anh xin lỗi anh không cố ý đâu chẳng qua anh thực sự quá mệt mỏi nên mới nói như vậy thôi tôi cũng không muốn tiếp tục chất vấn tôi biết anh chịu nhiều áp lực tôi cũng biết anh đã dần vơi đi tình cảm đối với tôi rồi năm dài tháng rộng anh rốt cuộc cũng đã bắt đầu chán nản với cuộc hôn nhân này ở bệnh viện hôm nay lại có ca trực Anh nhìn vào màn hình điện thoại sáng đèn Là số của tôi Anh mệt mỏi cao mày Trực tiếp ngắt cả nguồn Anh Quốc ăn tối cùng em đi Ở bên ngoài một nữ y tá xinh đẹp đi đến Cô ta là Ngọc Vừa mới chuyển sang công tác Thân hình đóng bỏng luôn biết cách lấy lòng người khác Em lại có ca trực sao Không em ở lại vì anh thôi Bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ lén lút Ở bên Ngọc anh mới không cảm thấy mệt mỏi Ngọc giúp anh giải tỏa độc tâm trạng bà biết cách tạo hương phấn cho anh thật khác với hương chỉ biết ngoan ngoãn im lặng ngọc tình nguyện làm tình nhân của anh cũng không đòi hỏi danh phận chẳng qua là say mê vẻ ngoài cuốn hút của anh và bọn họ mỗi lần làm tình đều biết cách làm thỏa mãn nhau nhưng anh càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa cuộc vui cứ không muốn tàn anh dần lún sâu vào vào sự đê mê cạm bẫy của tình dục quốc nếu mệt mỏi thì đừng về nhà nữa hãy đến chỗ của em em sẽ giúp anh dễ chịu. Anh cười, em và vợ anh thật khác biệt. Ngọc áp sát môi vào vành tay anh, giọng điệu đong đưa hư hỏng cả bộ ngực, đổ sộ cũng áp vào. Có phải khác, chỉ là lúc làm tình không? Anh hơi sững người, nhưng vẫn thành thật thú nhận. Ừ, đêm đó anh lại xe nữa, anh không biết đường về nhà. Anh đám chìm trong sự đê mê nóng bỏng đó, nhưng anh vẫn rất yêu vợ. Có lẽ anh chỉ là nhất thời lầm đường lạc lối. Vài tuần sau, Khuya thế này rồi anh vẫn phải đi à Tôi ôm ngang ông anh Hít nhẹ mùi hương nam tính trên áo anh Ừ có ca mổ gấp Em ngủ đi Anh vẫn dùng mùi hương nước hoa đó sao Anh xúc lại là mùi nước hoa của Ngọc Nhưng cũng rất đặc biệt Hôm nào anh tặng em một lọ nhé Em cũng thích mùi này Tôi buông tay anh Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng anh thay đồ Rồi tiếng bước chân xa dần Ngọc đón anh ở ngay trước cổng Tặng anh một cái hôn nồng nàn đến nghe thở Đừng, Vợ Anh còn ở trên kia Anh chỉ lên cửa sổ tầng 2 Sở dĩ anh biết là vì tôi luôn có thói quen nhìn ra cửa sổ Mỗi khi anh đi làm Ngọc hơi nhìn lên Nhưng vẫn nguyện miệng cười Anh khéo lo thế Vợ anh bị mù Có thể thấy chúng ta được sao Em nói nghe nè Hôm nào chúng ta đổi vị làm tình trước mặt cô ta đi Này em nói với bạ gì thế Ngọc chu môi Chỉ cần không phát ra âm thanh Đảm bảo vợ anh cũng không hay biết Cảm giác chắc chắn sẽ rất kích thích nhỉ Nói xong Ngọc kéo lấy tay anh lên xe Bọn họ rốt cuộc đã không còn muốn che đậy cái gì nữa Đã không khai đường đường chính chính Sánh đôi cùng nhau rồi Tôi đứng ở trên lầu 2 Hai mắt đã đẫm nước Anh sai rồi Đúng là tôi mù Như trừ giác của người mù rất tốt Tôi biết anh đã thay lòng đủ dạ Nhưng tôi đã chấp nhận làm như không có chuyện gì xảy ra Chính là muốn nêu kéo cuộc hôn nhân này Thậm chí tôi đau lòng nhất Chính là gia đình anh Đều biết anh ở bên ngoài có người khác Nhưng họ còn mừng thay anh Vì đúng như ý nguyện của mẹ anh Là ly hôn với tôi Cả một đêm anh cũng không về Sáng của ngày hôm sau Mẹ tôi lên thăm Bà mặc chiếc áo rất cũ kỹ Tài sách giỏ Địa mỗi mộ thân một mình lên Cũng chỉ để xem con gái của mình sống như thế nào Tôi biết vé xe từ quê lên Sài Gòn rất đắt Mẹ có lẽ đã dành dụng rất lâu rồi Mới đủ tiền mua vé xe Hương Sống tốt không hả con Tôi cử gượng nằm lấy tay mẹ Con sống rất tốt Anh ấy rất yêu thương con Ngược lại là mẹ Tại sao mẹ lên đây Vé xe đắt lắm Bà hai mắt đỏ hoe Cha con cứ nặng nặc bảo mẹ lên xem con thế nào Ông ấy cũng không yên tâm Quốc nó làm ở bệnh viện Đi sớm về muộn Bỏ con ở nhà một mình Gần đây Sài Gòn hay ngắt điện Mẹ và cha thực sự lo lắng cho con Mẹ à con bị mù mà Cho dù không ngắt điện Thì đối với con cũng chẳng có gì khác đâu mẹ Tôi chạy lòng Mẹ liền đưa tay vuốt ve má tôi Bàn tay mẹ thô ráp khiến tôi đau lòng Nếu như không phải lần tai nạn đó Thì con cũng sẽ không trở nên như vậy Tôi cười Lúc nhỏ bị mẹ tất bật làm việc bơn trải kiếm ăn Để tôi và chị ở nhà tụ lo cho nhau Lần nổ bình ga đó Khiến chị tôi bị một tay Sẹo vẫn còn đến giờ Còn tôi bị khí ga làm cho mù hai mắt Mẹ đừng nghĩ nhiều Đó là số phận của con Hương à, nhà mình nghèo quá nếu có tiền có thể làm phẫu thuật thay giác mạc mà con sẽ hồi phục mẹ đăng ký ở bệnh viện rồi chỉ cần có người hiến tặng họ sẽ ghép mắt cho con vâng mẹ đăng ký hơn 6 năm rồi về bệnh viện cũng chẳng ai liên hệ đến tôi thừa hiểu vì nhà tôi không có tiền cho dù có người hiến tặng thì cũng chẳng có tiền để ghép mắt cho nên bệnh viện đời nào sẽ liên hệ đến tôi mẹ lên đến đây rồi thì ở lại chơi với con ít hôm thôi mẹ về mai mẹ lại đến chị con cho ở gần đây mẹ sang đó sẽ tiện hơn. Mẹ bẩn tiểu thế này, thông ra lại chê cười. Chị tôi làm công nhân ở Sài Gòn, ở cho mấy năm cũng chẳng đủ sống. Có lẽ cuộc sống này tiền là thứ thất yếu của con người, cần phải có, vì mọi thứ đều phải dùng tiền để mua. Đến tối, ngọ và anh trong cơn hoan ái kịch liệt, chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc ở cao trào dục vọng, bọn họ bị tiếng chuông điện thoại làm cho gián đoạn. Anh cao mày nhìn vào số điện thoại, là số của Hương. Ngọc đem điện thoại, từ tay anh đặt sang đầu tủ. Kệ nó đi anh, tiếp tục nào. Anh bị Ngọc kéo lại tiếp tục màn hoan ái còn răng dở Tiếng chuông lần nữa giao lên. Ngọc cay nghiến. Đáng ghét thật, cứ muốn phá hoại chuyện của người khác. Anh với tay lên bàn. Bên cạnh, Ngọc nũng điệu hôn lên ngực anh. Alo, đêm nay anh cũng phải trực à? Giọng tôi vang lên nhỏ nhẹ. Ừ, em ngủ sớm đi. Ngọc vẫn tiếp tục trêu đùa bằng cách vẽ những bóng trò nhỏ lên bụng anh. Đêm nay anh có thể không trực được không? Nhà không có người, em sợ. Cô hơi ngập ngừng, lịch của bệnh viện đã sắp xếp rồi. Em ngủ. Anh chưa nói hết câu, ngọm đã gạt phát điện thoại qua một bên. Anh yêu à, đêm nay đổi tư thế vậy, em sẽ ở trên. Đêm đó trời mưa tầm tã, mưa như nặng hạt rơi xuống nền đường lạnh buốt, liền vỡ vụn. Hơ ở nhà sợ đến mức ngồi co rúng trên chiếc giường lạnh lẽo. Điện thì trời tối sầm mà cũng hắt đi. Trong không gian tĩnh mịch yên ắng Lại hòa cùng với tiếng sấm Đúng thật là dọa người Tôi mơ hồ nghe được bên dưới lầu Chuyển đến âm thanh gì đó Tôi có chút mừng rỡ trong lòng Có lẽ anh đã về rồi Men theo tường có chút gấp gáp Muốn đi xuống bên dưới gặp anh Như mồ trận mưa lớn ập đến Gió thổi mạnh đánh bay cửa sổ Nước ướt thấm vào nền gạch trong nhà Tôi không cẩn thận bị nước ở sàn gạch Làm trượt Cả người ngã từ cầu thang xuống dưới lan hơn mấy vòng đầu đập mạnh vào chậu hoa sau đó thì bất tỉnh mẹ và chị tôi ở bên ngoài nghe được âm thanh lớn liền chạy vào trong thấy cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ hương mẹ mẹ ơi hương nó ngã rồi máu nhiều thế mẹ tôi theo phản xạ nhìn xuống mắt cá chân đúng là máu lã lồ mau gọi xe cứu thương lại trời con gái tôi đừng xảy ra chuyện gì trong đêm tiếng sấm làm anh giật mình mở mắt bên cạnh ngọc vẫn đang ngủ anh lặng lặng mặc đồ quần áo trở về Không hiểu vì cái gì Trong lòng lại bất an Lúc xe lái được một nửa đoạn đường Đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại giao lên inh ỏi Alo Bên đầu dây im lặng một lúc Như sự im lặng này khiến anh bất an tột độ Tiếp theo anh nghe rất rõ Giọng nói kèm tiếng khóc ngập ngừng vang lên Quốc Hương đồng á cầu thang Hiện tại đang ở bên viện Trong bệnh viện lặng ngắt Anh thở hồn hển Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn Bên hàng ghế ngồi chờ là chị gái của Hương sắc mặt trắng bệch vì lo lắng Anh có chưa kịp hỏi gì Thì chị đã tắt anh một cái như trời giáng Tại sao hả Mày để lại nó ở nhà một mình Nó bị mù mà mày có biết không Trời mưa sầm lớn cả điện cũng bị ngắt Mày lại lướt nòng lào để nó một mình Anh lặng lặng giải thích Giọng thống khổ Em có ca trực em xin lỗi Thêm một cái tát từ mẹ vợ đánh vào gương mặt anh Cậu còn định nói dối sao Đừng tưởng như chuyện cậu làm, không ai biết Cậu cùng với tình nhân của mình làm cái chuyện gì sau lưng con Hương Ai lại không biết hả Với lại cậu nghĩ nó mù nó không thấy gì Nên cũng đâu muốn che giấu Mẹ vợ khóc lớn Giọng như gào thét Hai tay thu giáp khẽ chấp lại Nó đâu có ép cậu lấy nó Là cậu tự nguyện mà Nó ở với cậu chịu nhiều ớt ức như vậy Cũng chưa từng nghĩ sẽ gọi điện về nói với tôi Mẹ cậu giàn vặt nó Gây khó dễ cho nó Nó cũng chỉ biết trốn ở trong phòng mà khóc Cậu nhẫn tâm đến mức như vậy sao anh nghe đến đây Cũng đủ hiểu tội lỗi mình gây ra lớn cỡ nào Anh quỳ trên nền gạch lại buốt Mẹ, con xin lỗi mẹ Em xin lỗi, vợ em thế nào rồi Chị cô quẹt đi nước mắt Mày biết người mù như nó sống bằng gì không Bằng trực giác Nó đâu phải đồ ngốc mà không biết mày ngoại tình Một tháng trước, tao dẫn nó đến trước cái khách sạn Nơi mày dẫn cô ta vào Mày biết nó nói gì không Nó bảo mẹ mà nó bị mù Nó không thấy gì hết Nghĩa là không có chuyện gì Nghĩa là Mày vẫn chỉ có mình nó ta bảo nó vào trong bắt giam Nó bảo muốn dành cho mày chút sĩ diện Muốn cho mày một cơ hội để quay đầu Thêm một cái tát nữa Mấy người trong bệnh viện nhìn ái ngại Một bác sĩ trưởng khoa cao quý đạo mạo Trong mắt họ vừa một lúc nhận hai cái tát Từ hai người phụ nữ Bên tay anh ủ ủ Cô đã biết hết rồi ư Anh nhớ lại lúc cô đứng ở ban công nhìn ra cửa sổ Lúc cô ám chỉ về mùi hương nước hoa Lúc cô gọi điện Bảo anh mau trở về nhà Thì ra Cô đã biết hết tất cả mọi chuyện Anh đúng là thằng ngu mà Tại sao anh không nhận ra chứ Cô âm thầm chịu đựng như vậy Xả vờ mạnh mẽ như vậy cũng là vì anh Chị cô siết chặt bàn tay vào nhau Giận đến run rẩy Mẹ vợ ngồi xuống hàng ghế Chỉ biết che miệng khóc Tao đến nhà mày Mẹ mày xem nó còn chẳng bằng con chó nhà mày Bạn bè cũng không có Mẹ sốt ruột đi từ quê lên thăm Chỉ muốn nghe nó nói một lời thật lòng Nhưng nó vẫn nói mẹ rất yêu thương nó nó hả tất gì phải nghĩ cho mày nhiều đến như vậy hả con Nó có thai rồi Hơn 6 tuần rồi mày có biết không Nhưng mà cái thai này cũng mất rồi Mày hài lòng chưa Anh chắp tay lên cầu nguyện Trên mặt ơn ướt Anh là bác sĩ Mà ngay cả vợ mình có thai mà anh cũng không biết Bây giờ anh còn có thể giải thích gì nữa đây Những lời biện hộ đó Anh dùng lời gì để biện minh cho sự tội lỗi của chính mình Phòng bệnh lành lạnh Dù đã đóng kín hết các cửa sổ Và kéo hết tất cả rèm lại Cô nằm trên giường, môi tái nhợt tròn giấc mơ, nước mắt tràn cả ra ngoài Đã bao lâu rồi Anh không dám đối diện với cô như thế này Lâu tới mức, anh không còn nhớ rõ nụ cười của cô Anh đã vô tâm tới mức Không hề biết vợ mình mang thai Cô gầy đi thật rồi Đường gân xanh trên mắt Khiến nhiều người ngoài nhìn vào cũng không khỏi xót thương Cô nằm xoay lưng Bóng lưng ảm đạm chứa đầy sự uất hẹn bi thương Anh tủi tủi tiến vào ngồi xuống giường Tay đôi lên chạm vào lưng cô Còn mất rồi Đứa con này chúng ta đều chờ đợi rất lâu rồi đúng không? Có lẽ nó biết cha nó không cần nó nữa nên nó mới ra đi. Vai cô run rẩy, mỗi một lời nói đều ra nước mắt, tuôn trào xuống má. Anh mím chặt cánh môi của chính mình. Hương, là lỗi của anh. Cô ngồi dậy, chỉ qua một đêm không gặp, cô tiểu tụy hơn rất nhiều. Cả đôi mắt long lanh đó bây giờ chứa toàn nước mắt của sợ bi thương. Em đã xin anh hãy về nhà mà, đúng không? Giờ thì nói chết rồi, nó chỉ mới được hơn một tháng tuổi cô đưa đôi bàn tay lại ngắt gầy gầy xương xương chạm lên má anh chạm lên môi anh lâu lắm rồi anh không còn hôn em lâu lắm rồi anh cũng chẳng còn ôm em vào lòng nữa cũng đã rất lâu rồi anh vẫn chưa nói anh yêu em anh im lặng nhìn cô nước mắt rơi xuống khóe miệng đắng chát cô cười nụ cười rất nhạt tuần tới là sinh nhật anh em định dùng món quà này tặng anh nhưng có lẽ bây giờ đã không cần nữa rồi. Nói xong, cô với tay lên mép giường lần mò ra được chiếc hộp nhỏ, nhét vào tay anh. "Món quà này, em giữ ở bên người rất trân trọng, chỉ muốn tìm một cơ hội tặng cho anh." Anh cúi đầu nhìn chiếc hộp, sau đó từ từ mở ra. Bên trong chính là chiếc đồng hồ. Tặng anh chiếc đồng hồ, chính là muốn anh mỗi ngày đều có thể về nhà đúng giờ. Muốn xin anh, cho dù có bận, nhưng hãy dành cho em một chút thời gian. Những tiếng nước nghẹn lên trên cổ họng anh. đến lời xin lỗi tiếp theo, anh cũng không còn đủ tư cách để nói với cô nữa. anh đang khóc à? còn gì để khóc nữa đâu? anh không sai, là em sai. anh không hối hận. cả đời này anh không hối hận khi lấy em. nhưng em hối hận rồi. em hối hận vì lấy anh. em chấp nhận buông tay. giọng cô nhẹ hết mức, tưởng như có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào. anh kéo chặn bàn tay cô. hương xin em hãy cho anh một cơ hội nữa chỉ cần một lần nữa thôi em cô lắc đầu ánh mắt đã hiện rõ sự thất vọng tột cùng nước đã tràn thì có lấy lại được nữa không anh em khóc đến cạn nước mắt rồi khóc đến sức cùng lực kiệt tâm đã chết đời này em thực sự hối hận khi lấy anh chúng ta chúng ta hãy ly hôn nhé trong cuộc đời của tôi thật sự đã làm sai rất nhiều chuyện như giây phút nói ra lời ly hôn với anh tôi chắc chắn bản thân không sai tôi chấp nhận vứt bỏ thứ tình yêu không thuộc về mình nếu anh thực sự xem trọng thì lúc trong cuộc vui đã nghĩ đến tôi ở nhà đau lòng đến cỡ nào có đúng không đúng là tôi bị mù nhưng tôi tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ thuộc về tôi sẽ sáng lạn hơn có một câu nói rất hay bạn có việc sống tốt trời cao tự khắc có an bài lần này tôi thực sự đã tuyệt tình rồi anh cũng không còn gì để nói thêm mấy ngày kế tiếp tôi cùng mẹ ở lại bệnh viện thêm vài hôm vì sức khỏe tôi không tốt Vừa sẻ thai nên cần ở lại theo dõi Nhưng mọi hôm Bác sĩ đều đến chuyển dịch cho tôi Hương tôi đến chuyển dịch cho cô đây Vâng mấy ngày qua thật làm phiền đến anh rồi Tôi cười lễ độ Tuy tôi không thể nhìn thấy Nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được Vì bác sĩ này rất chu đáo Ngày ngày thăm khám kia lưỡng cho từng bệnh nhân Anh ta cũng rất dễ chịu Luôn hỏi thăm tình trạng của tôi Không cần khách sáo Đây là trách nhiệm của tôi Lúc tôi và anh đang nói chuyện Thì tôi nghe giọng của một bé gái Trường 7 đến 8 tuổi đi vào Ba, ba đang ở đây sao Con tìm ba cả buổi Bảo an, con tìm ba có chuyện gì sao Ba vẫn đang làm việc Con đừng làm phiền ba đó Tôi nghe được câu nói chuyện của họ Ba sĩ thắng, con gái của anh sao Anh đi làm cũng dẫn theo con gái à Tôi chưa đùa hỏi Nhưng không ngờ lại khiến bầu không khí trùng xuống cực độ Bảo an chạy đến nắm lấy tay tôi Ba ơi, dì này thật giống với mẹ của con vậy sao thế mẹ con đâu rồi mẹ con mất rồi ạ à? mẹ con giống như gì vậy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng trên ảnh và ngoài đời đều rất giống nghe câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bác sĩ thắng liền giải thích mẹ con bé mất từ lúc sinh bảo an sinh khó nên xuất huyết không qua khỏi tôi gật đầu cảm thấy đồng cảm với anh tôi đôi tay vuốt nhẹ đầu con bé liền kinh ngạc thu tay về con bé không có tóc Thấy bộ dạng của tôi Anh liền kiên nhẫn giải thích Bảo an, con về phòng bệnh đi Lát nữa bác sĩ đến tiêm thuốc Thấy con sẽ la đấy Vâng ạ à. Lúc phòng bệnh yên ắng tôi mới nghe anh nói chuyện Bảo an, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối Vì hóa trị Nên tóc cũng không còn Có phải cô thấy con bé rất lạc quan có đúng không Nếu đổi lại là tôi Tôi sẽ không thể như vậy Tôi nghe rất rõ giọng của anh rất ngập ngừng Giống như bị nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra được Bác sĩ Thắng Tôi cứ nghĩ bản thân tôi là đáng thương nhất Thật không ngờ Anh ngồi xuống giường tự tù nói Cô biết không Tôi ước gì bản thân không phải bác sĩ Để không cần biết giai đoạn tiếp theo của con bé là như thế nào Tôi chứng kiến con bé đau đớn vật vã khi hóa trị Bản thân lại chẳng làm được gì Cảm giác đó thật tồi tệ khỏe mắt tôi lại út đi khi nghe câu chuyện của anh thật sự không còn cách cứu con bé sao anh lắc đầu một cách tuyệt vọng không thể rồi bây giờ con bé sống được thêm ngày nào chính là dựa vào sự lạc quan của con bé tôi cảm thấy con bé tràn đầy năng lượng nó luôn nói với tôi nếu một ngày con không thể ở cạnh ba thì ba nhất định vẫn phải sống thật tốt hôm đó hai người họ tâm sự với nhau rất nhiều chuyện giống như tìm được điểm chung để nói đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đến trưa của ngày hôm sau mẹ đem cơm đi vào hương ăn cơm chút đi con mẹ vừa xin tự từ, từ thiện đấy vẫn còn nóng vâng mẹ gần đây vì chăm lo cho cô mà ngay cả công việc dưới quê cũng bỏ bê ba lo lắng đến mức mượn điện thoại của hàng xóm ngày nào cũng gọi lên hỏi thăm rất nhiều chuyện nếu không phải là mẹ kiên quyết không để ba lên thì có lẽ bà đã thực hiện sự đón xe nên thành phố thăm tôi rồi. Lúc ăn, hộp cơm, thì mẹ chồng cô bước vào. Bà vẫn thái độ canh kiệu. Có cái thai cũng giữ không xong. Mẹ tôi nghe lời chỉ trích đó, không kìm được lên tiếng. Cái thai mất là lỗi của con gái tôi sao? Bà có hỏi thằng con trai nhà bà không? Bà nói cái gì? Con trai của tôi bận bao nhiêu việc ở bệnh viện, lấy thời gian đâu để quan tâm đến con gái bà. Do con gái bà mù, cho nên mới khiến bản thân ngã cầu. Tự làm tự chịu, đừng đem con trai tôi ra. Tôi nắm lấy tay mẹ tôi kéo lại Mẹ đến đây chỉ là vì chuyện này hay sao Mẹ chồng tôi vênh mặt Đương nhiên không phải Tôi đến đây chính là thay con trai tôi Đem tờ ly hôn đến Mời cô ký vào cho Mẹ tôi lần này thực sự tức giận Bà gạt tay tôi sang một bên Bà nói cái gì Bà đến đây một câu thăm hỏi cũng không có Con gái tôi vừa xảy thai Thì bà liền đem tờ giấy ly hôn sao Bà không sợ gặp quả báo à Muốn trách Hãy trách con gái bà bị mù đi Nếu có giỏi thì hai mắt sáng một chút để khỏi bị người khác chán ghét. Mau ký đi. Bà, tôi kéo tay mẹ. Con ký. Đương nhiên, con sẽ ký. Cô bị mù có ký được không? Có cần tôi giúp lấy đồ lăn dấu tay không? Giọng chế giễu Không cần, con không đến mức vô dụng. Đến cả tên mình cũng không biết được. Tôi nhận lấy tờ ly hôn và bút liền ký vào. Mẹ chồng cười khẩy, mừng thầm trong lòng. Trước khi đi còn không ngại nói với tôi. Còn một chuyện muốn nói cho cô biết. Ngọc nó có thai rồi. Tháng sau, tôi sẽ tổ chức lễ cưới cho con trai tôi. Đúng là nhà tôi không thể có một đứa con dâu mù lòa. Bà buông lời canh nghiệt xong, đến rời khỏi. Tôi cười chua xót mọi chuyện giống như được sắp đặt từ trước rồi. Tôi sẽ thai, thì cô ta có thai. Mẹ chồng tôi đến không phải muốn xem tôi thế nào, mà là muốn báo cho tôi biết, bà không gần đứa con dâu mù loà như tôi. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Mẹ kéo tôi ôm chặt trong lòng. Hương, đều tại mẹ không tốt, không cách nào có tiền chữa trị cho con bị người ta khinh ghẻ như vậy sao trước đây không nói ra hả con tôi vỗ lên vai mẹ mẹ con đã quen rồi ở bên ngoài cửa bác sĩ thắng và bảo an đứng ở đó nghe được toàn bộ câu chuyện bảo an ngẩng đầu nhìn anh ba dì ấy thật tội nghiệp anh cũng gật đầu thông cảm ừ có lẽ cô ấy thực sự đã chịu đựng rất nhiều chuyện con ạ nếu mát gì ấy có thể sáng thì có phải gì ấy sẽ không còn tội nghiệp nữa không Bảo An thật hiểu chuyện Đúng vậy Nhưng mà muốn tìm được người hiến tạo mắt Cũng chính là cả một vấn đề đó con Bảo An im lặng nhìn vào bên trong phòng Thấy cô khóc Lòng con bé lại nôn nao Dì ấy thật giống mẹ Tuy Bảo An không biết mặt mẹ ra sao Nhưng những tấm hình cha của em Đều rất giống với dì ấy Nét mặt rất hiển hậu, ôn hòa Đôi mắt tuy mù nhưng rất long lanh Ngày hôm sau lúc sáng Nghe được tin ba bệnh vì lo lắng cho tôi tôi liền thúc giục mẹ về quê để xem tình hình của ba. Mẹ lúc đi cũng chẳng yên tâm, cứ níu lấy tay tôi trần trồ. Mẹ, con đã không sao rồi, mẹ cứ về quê xem cha thế nào, chiều chị hai sẽ vào với con. Mẹ nhìn tôi, vẫn là ánh mắt không an tâm. Tôi nắm chặt bàn tay mẹ, vỗ nhẹ lên mua bàn tay chai sần đó. Mẹ, đừng cứ lúc nào biến con thành kẻ vô dụng chứ, con có thể tự rót nước uống này. Nếu đói, con sẽ ra ngoài xin cơm từ thiện ăn. Từ đây ra đó chỉ hơn 40 bước chân thôi mẹ Con đường này con đã quen thuộc rồi Tôi thử tốn giải thích để mẹ yên tâm Được rồi, vậy mẹ về Nếu cha con khỏe lại Mẹ nhất định sẽ lên với lại với con Vâng Sau khi mẹ rời đi Tôi mới mò mẫm trở về giường của chính mình Tôi mệt mỏi nằm xuống ngủ một giấc Đến chạm vào trưa Tôi cảm nhận được ai đó đang vuốt ve mặt tôi Là ai? Dì Hương, là cháu đây giọng nói quen thuộc này chính là của bảo an tôi liền cười với con bé mấy ngày gần đây con bé cũng rất hay đến tìm tôi trò chuyện con bé rất tràn đầy sức sống giống như tiếp thêm nhiều sức mạnh cho tôi bảo an đến tìm gì sao vâng con chỉ muốn ngắm gì một chút dì rất giống mẹ con có thật là giống đến như vậy không nếu dì có thể nhìn thấy dì cũng thật muốn xem đấy bảo an cười ánh mắt long lanh không phải là kiểu giống y như đúc đau gì hương mà là nét hiền hậu dịu dàng của dì và mẹ cháu ấy. Tôi đưa tay tìm kiếm gương mặt con bé trên không trung, không cách nào chạm chúng được. Con bé lại rất hiểu chuyện, chủ động kéo tay tôi, áp vào má chính mình. Dì Hương, có phải dì rất đau khổ không? Dì không thấy được ánh sáng, bản thân dì cảm thấy mình vô dụng có đúng không? Tôi bất ngờ khi nghe con gái nói như vậy. Đây là những lời một cô bé 7 tuổi có thể nói ra sao? Tôi bế con bé lên giường, ngồi cạnh chính mình. Sao cháu lại hỏi như vậy Cháu hiểu được cảm giác của gì sao Bảo an cười Sau đó lắc đầu Ba cháu cũng từng nói Bản thân chính mình rất vô dụng Vì ba cháu là một bác sĩ Vẫn không có cách nào cứu được cháu Vậy thì ba cháu còn là bác sĩ để làm cái gì Tôi nghe rất rõ giọng con bé nghẹn ngào Tôi đưa tay lên lau đi những giỏ nước mắt trên mặt con bé Dì Hương biết không Cháu rất sợ khi thấy ba cháu ngày ngày cứ giàn vặt chính mình Sợ nhất khi ba ngồi ra mình trong phòng cùng với đống tài liệu Nghiên cứu về cách trị ung thư cho cháu Thật ra cháu cái gì cũng biết cả Chẳng qua là cháu không nói ra thôi Tôi bắt đầu cảm thấy con bé thực sự trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều Cháu rất hiểu chuyện Bảo an thật là ngoan Biết thương ba biết bao nhiêu Vâng cháu hiện tại biết Bản thân đã không còn nhiều thời gian nữa rồi Trước khi cháu mất Cháu thực sự có một thứ muốn tặng cho dì Hương Tôi kinh ngạc chờ đợi con bé nói tiếp Chính là đôi mắt của cháu Tôi hoảng hốt Cháu nói cái gì vậy Bảo an đừng nói bệ bạ Thấy tôi hoảng hốt Bảo an liền kéo tay tôi đặt lên má chính mình Cháu muốn gì hương sổ đôi mắt của cháu Để tiếp tục thay cháu soi sáng cho đời của ba cháu Cháu biết rất rõ Khi cháu mất đi rồi Ba cháu sẽ không còn muốn sống nữa Nhưng cháu không thích điều đó Cháu muốn ba được sống tốt Dì Hương, ba cháu là một người rất tốt có thể tin cậy để gửi gắm cả đời. Tôi khóc, hai mắt đã đâm lệ. Tôi không cách nào tin được một con bé có thể nói những lời này. Con bé thực sự giống như một thiên thần vậy, rất ấm áp, biết nghĩ cho người khác. Ở bên ngoài, cánh cửa bác sĩ Thắng vẫn nghe rõ câu chuyện của tôi và bảo an. Cơ thể anh cao lớn, men theo tường, lớn trở xuống lên gạch. Anh dùng miệng cắn chặt răng vào cánh tay của mình. Anh khóc một cách vô cùng thống khổ. Con bé cái gì cũng biết hết Nó là quan, tràn đầy năng lượng Chính là không muốn để anh bận tâm Hôm đó con bé nói với anh Nó rất thích dì Hương Vì dì rất hiền hậu Nét ôn nhu, dịu dàng Thật giống với mẹ Và nó nói về dì Hương rất đáng thương Dì Hương vốn dĩ sẽ có một cuộc đời khác Nếu như có được đôi mắt lành lặn Không bị mù Nó nói dì Hương là một người phụ nữ tốt Nó mong anh sẽ đối xử tốt với dì Hương Đến chiều chị tôi đến Chị vừa tan Đã tranh thủ đến đây Trên người vẫn mặc bộ đồ công nhân chưa thay Đã vội đến Chị sao không về nhà tắm rửa ăn cơm rồi đến Gấp gáp như vậy làm gì Chị cười đem túi sách đặt lên tủ Mẹ cứ gọi chị biết đấy Mẹ không yên tâm để em một mình Tôi kề gượng Đã dặn dò như vậy mà mẹ vẫn không yên tâm Chị dạo này ốm thế Em thấy người chị xanh sao cả rồi Tiền trọ càng lúc càng tăng, đồ ăn cũng tăng, chỉ có lương là không tăng thôi. Chị làm 12 tiếng liên tục cũng chỉ được 8 triệu, trả luôn tiền nhà, tiền nước cũng chẳng đủ chi tiêu vào đâu. Chị nói như vậy, tôi cũng đủ biết chị vất vả như thế nào. Hơn nữa làm công nhân rất vất vả rồi, phải làm việc không ngừng nghỉ, cũng chỉ đổi lại được mấy đồng. Nếu như hôm nào có việc nghỉ không xin phép, thì lại bị trừ gấp đôi ngày công. Xem ra, chị đến thời gian ăn, ngủ cũng chẳng có. Tôi đưa hộp cơm đến cho chị Ăn đi chị Em mới xin lúc chiều vẫn còn nóng Các cô cũng thật chăm chỉ Ngày nào cũng đến phát cơm từ thiện Ở bệnh viện mỗi ngày ba cữ Đều có người đến phát cơm từ thiện Tuy là cơm chay Nhưng các cô rất dịnh tình Ai đến cũng cho một bát lớn Họ bảo tự múc đồ ăn đi Còn cẩn thận dặn dò Lấy vừa đủ ăn thôi nhé Hãy chữa cho những người vẫn chưa có Tôi cảm thấy rất mang ơn các cô Vì cơm từ thiện này dù sao cũng giúp được một phần nào cho các tầng lớp nghèo nàn như tôi chẳng hạn. Có người, ngay cả tiền viện phí cũng không có để trả, thì lấy đâu ra mà mua cơm ăn. Chị nhận hộp cơm, liền ăn vội, miệng còn không ngừng suýt xoa. Đói quá, đúng là lúc đói thì ăn gì cũng ngon. Nhìn miếng đậu hũ với rau cải xào, chị ăn ngấu nghiến. Sau phòng bệnh hôm nay, chỉ có mỗi em vậy. Chị thấy mấy phòng khác cũng ba bốn bệnh nhân mà. Em bị mù, bác sĩ sợ em làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Cho nên mới sắp xếp một phòng riêng cho em Nghe tôi trả lời Chị liền khụng lại Chị xin lỗi là chị vô ý quá Không sao chị Em bị mù thì phải chấp nhận chứ Còn tự ai cái gì Chị cười cười liền ăn hết cả hộp cơm Thôi chị đi tắm sẽ quay lại ngay Chị về đi em ngủ một mình được rồi Chị tôi liền lục túi sách Lấy ra bộ đồ Thôi chị mà về mẹ lại la Chị ở lại với em cho mẹ yên tâm Lúc chị tắm xong trở về thì thấy quốc đứng ngoài cửa anh trần trờ cũng không dám vào chỉ lặng lặng nhắm nhìn cô từ bên trong cậu đến đây làm cái gì anh cúi mặt em đến thăm cô ấy nó sống rất tốt không có cậu ở bên cạnh tôi lại thấy con bé vui vẻ hơn nó giống như được chút bỏ gánh nặng vậy nó không còn khóc nữa cậu về đi chị hai đừng gọi tôi là chị cậu và nó ly hôn rồi bây giờ cũng chỉ là người xa lạ thôi chị có cần phải tuyệt tình đến thế không chị cười chế giễu người tuyệt tình là cậu là mẹ cậu Em gái tôi nó bị mù thì nó có tội sao Nó mù thì cậu ngoại tình à Cậu nên nhớ Chỉ mẹ cậu là người mang tờ ly hôn đến viện để nó ký vào Cả nhà cậu từ trên xuống dưới Có ai là hành xử nhân nghĩa không Tiếng cãi vã ở bên ngoài Khiến tôi ở bên trong cũng nghe được Tôi liền lần mỏ đi ra Chị có chuyện gì sao Chị cao mày nhìn sang anh Thằng Quốc nó muốn đến xem em Suốt cuộc thảm hại như thế nào đây này Nghe chị nói tôi liền căng thẳng Chị, chị bảo anh ấy về đi Em không muốn gặp anh ấy nữa Anh nắm lấy tay tôi Giọng khàn đặc Hương Anh thực sự rất nhớ em Buông ra Tôi và anh đã ly hôn rồi Anh còn nhớ đến tôi làm gì Ngọc mới là vợ của anh Huống hồ Cô ta còn đang mang thai Anh vẫn kiên quyết không buông Hương Em thực sự hận anh đến mức này sao Tôi ly hôn đó không phải anh đưa đến Mọi chuyện đều là do mẹ anh quyết định Chị liền nắm tay tôi kéo về Đẩy anh ra Cậu đâu phải trở lên ba Mà mọi chuyện cứ để mẹ cậu quyết định cậu thậm chí ngay cả một câu phản đối cũng không dám nói ra loại đàn ông bà váy mẹ như cậu thì cả đời này cũng chỉ biết sống dựa vào đàn bà chị buông lời khó nghe nhưng câu nào cũng rất đúng hương tôi xoay người định bước vào bên trong không may đụng trúng cánh cửa cả người liền ngã về sau nhưng tôi cảm nhận được ai đó đã đỡ lấy tôi mùi khử trùng trên người anh rất quen thuộc là bác sĩ thắng anh đỡ lấy người tôi đứng dậy không sao chứ tôi lắc đầu chị tôi thấy bác sĩ liền lên tiếng bác sĩ buổi tối cũng đến tiêm thuốc sao không tôi đến chỉ muốn nhắc nhở ở bệnh viện đừng lên làm ồn nếu anh không có việc gì quan trọng thì hãy ra dạ về để bệnh nhân của tôi còn nghỉ ngơi cô thấy bác sĩ thắng lên tiếng liền cao mày đáy mắt càng bực dọc khi thấy bàn tay anh vẫn đặt trên vai tôi mày lấy tôi cách gì mà ra lệnh cho tao bệnh viện của mày à giọng quốc bắt đầu thô lỗ nhưng đáp lại anh là giọng điệu bình ổn của bác sĩ thắng nếu anh cứ nhất quyết gây sự tôi sẽ gọi bảo vệ đến Lúc đó chỉ sợ anh phải mất mặt ra về Mày, được lắm Quốc hậm hực rời khỏi Tôi liền quay sang bác sĩ Thắng Cảm ơn anh Đường khách sáo, cô vào ngủ đi Nếu anh ta còn quay lại, cô cứ gọi cho tôi Lúc anh xoay người đi Tôi theo phản xạ Tay nắm chúng tà áo anh kéo lại Bảo an, ngủ rồi sao Vẫn chưa, hôm nay con bé lại khó ngủ rồi Tôi ngập ngừng Giọng mang theo sự lo lắng Vì hóa trị, nên ảnh hưởng đến giấc ngủ của con bé sao? Ừ. anh thở dài. Bảo An ở phòng nào, anh đưa tôi đến, tôi muốn ngủ cùng con bé. Nhưng còn chị cô? Chị ở bên cạnh, lên hiểu rõ tình hình. Không sao, tôi về nhà trọ ngủ là được. Ngày mai tôi đến. Đến khuya, tôi và Bảo An nói với nhau rất nhiều chuyện. Con bé nắm lấy bàn tay tôi, ngắm nhìn mỗi động tác đều tràn đầy sự yêu thương. Cô bé này thật khiến tôi xúc động. Có lẽ con bé thiếu tình thương của một người mẹ Dì Hương Nếu mắt dì có thể nhìn thấy được nhiều điều Đầu tiên dì sẽ làm gì Con bé tò mò nên hỏi tôi Dì muốn nhìn thấy mặt Của những người dì yêu thương Con bé gật đầu Tiếp theo đó thì sao Dì sẽ dự định cho tương lai chính mình chứ Tôi cười hôn lên tóc con bé Dì thích nhất được tiếp xúc với nhiều người Nếu có cơ hội Dì sẽ mở một quán ăn nhỏ Bán món gì đó Có thể là mở một quán cơm chay Bảo An cười trước sự dự định của tôi. Ý là sau khi mất dáng, dì Hương sẽ kết hôn chứ? Tôi ngẩn ngơ trước câu hỏi của con bé. Kết hôn sao? Dì vừa mới ly hôn đấy. Lỡ một đời chồng rồi, ai còn muốn lấy gì nữa? Dì Hương, nếu là ba cháu, dì có đồng ý kết hôn không? Tôi kinh ngạc. Ba cháu sao? Ba cháu không tệ đâu. Dì Hương suy nghĩ thử xem. Ba cháu là người đàn ông chững chạc và có nghề nghiệp ổn định. Có thể lo cho vợ mình đấy. À, nếu ba cháu không chê gì Thì gì sẽ đồng ý thôi Tôi không biết con bé nói thật hay đùa Nhưng tôi đành đồng ý để con bé được vui vậy Dì Hương Nhà cháu còn có ông bà nội Bà nội và ông nội cháu rất tốt bụng Ở trong xóm cháu Nếu ai không có cơm ăn Đến xin bà và ông bà đều cho họ Bà từng dạy cháu Làm người phải biết nhân hậu Biết sẻ chia với mọi người Không được ích kỷ càng không được tham lam Còn ông cháu thì dạy cháu Nếu có 10 đồng hãy san sẻ với người cần giúp đỡ bốn đồng giữ lại cho mình sáu thôi và đừng tiếc những thứ đã cho vì nhân quả rất bình đẳng cho đi vẫn sẽ được nhận lại tôi cảm động đến khóe mắt rưng rưng bây giờ tôi mới thực sự hiểu vì sao con bé lại hiểu chuyện đến như vậy vì con bé có được hai ông bà rất nhân hậu dạy con bé làm nhiều chuyện tốt thế ông bà nội cháu không lên với cháu sao dạ không bà và ông cháu lớn tuổi rồi cố trở lạnh là đau khớp đi xa không được cho nên ở quê đợi cháu trở về. Lúc đi, hai người còn dặn cháu nhất định phải trở về. Nhưng có lẽ cháu đành thất hứa rồi, vì lần này đi, chính là không thể trở về, vì cháu không còn nhiều thời gian nữa. Tôi khóc, nước mắt rơi thấm cả mảng gối, làm tôi đau lòng, ôm chặt con bé vào lòng mình. Con bé chỉ cười. Quê cháu ở Trà Vinh, khí hậu ở đó rất ôn hòa. Sau này dị hương đến nhà cháu, sẽ thấy rất nhiều cây cảnh, sông nước phong phú, Người ở đó sống rất hữu tình Kẻ nhà cháu có một mảnh ruộng lớn Cháu thích mỗi lần đến hè Lại ra đồng thả diều Nếu cháu không có bệnh Có lẽ bây giờ cháu đang cùng đám bạn hàng xóm chơi đùa rồi Đêm nay tôi và con bé không ngủ Nói chuyện đến gần sáng Con bé mệt mỏi ngủ say trong lòng tôi Đến sáng Bảo an đến giờ phải hóa trị Tôi đành trở về phòng của chính mình Hai tiếng sau anh đi vào liền lấy xe lan đến bên cạnh tôi Hương ngồi vào xe đi Tôi mỏ tay, đụng vào chiếc xe lan liền kinh ngạc. Đi đâu à? Lại còn phải dùng xe lan sao? Ừ, đi xét nghiệm tổng quát. Tôi nghe giọng anh khác thường. Sao tôi phải đi xét nghiệm tổng quát vậy? Chẳng lẽ... Bảo an chắc sẽ không qua khỏi đêm nay. Xét nghiệm tổng quát xong, sau khi có bé mất, bệnh viện sẽ tiến hành thay mắt cho cô. Tôi như chết đứng tại chỗ. Không thể tin nổi vào tai chính mình. Rõ ràng lúc tối con còn nói chuyện rất bình thường. Tại sao hiện tại lại nói là không có khỏi đêm nay? Tôi không cần thay mắt, hay để cho con bé được sống. Anh cũng đau lòng, nước mắt tôn thành dòng rơi xuống má. Anh giống như là cố kìm nén nói ra vài lời. Nhanh thôi, con bé sẽ không thể cầm cự lâu đâu. Thay mắt cho cô chính là tâm nguyện của con bé. Anh và tôi đều biết rất rõ chuyện con bé có thể sống hay không, đều không một ai có thể quyết định cả. Anh đỡ tôi lên xe lăn, sau đó đẩy đi rất nhanh chóng, giờ phút sinh tử của con bé để đổi lại ánh sáng cho tôi. Nếu thực sự ông trời có thể công bào một chút, tôi sẽ nói là tôi không cần, tôi có thể mù cả đời cũng được, chỉ cần xin cho con bé được sống. Hôm qua, con bé nói với tôi rất nhiều chuyện như vậy, giống như con bé đã lường tượng được sự ra đi của chính mình. Tôi khóc, anh cũng khóc. Ngày hôm đó, cả bệnh viện ai cũng rơi nước mắt về bảo an một mẹ gái xinh xắn, hai mắt tròn xoe, gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu đó luôn mang đến cho mọi người năng lượng. Nhưng con bé sắp phải đi rồi, rửa xa cái thế giới vốn dĩ không thuộc về con bé. Xét nghiệm xong, mọi thứ đều ăn khớp. Có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn tôi nhận lấy đôi mắt của bảo an. Có lẽ con bé nói đúng, tôi sẽ dùng đôi mắt của con bé để soi sáng cho cuộc đời của ba bé về sau. Tối hôm đó, bầu trời tĩnh mịch, không trăng cũng không sao. Chỉ qua một đêm hóa trị, Bảo An đã rất tiểu tụy. Cơ thể con bé gầy nhom, chỉ có duy nhất đôi mắt ấy vẫn còn chút sự sống. Bảo An yếu ớt, đưa bàn tay đến nắm lấy tay tôi và anh đan chặt vào nhau. Con bé nở nụ cười yếu ớt, giọng cũng nhỏ đi vài phần. Ba, dĩ hương, con muốn tối nay được ngủ cùng hai người có được không? Con bé ung dung nói, giọng nhẹ dần. Tôi khóc đến hai mắt út đẫm. Anh ở bên cạnh liền quàng tay qua vai tôi siết chặt. mỗi chiếc giường lớn đủ chỗ cho ba người nằm. Bảo an nằm giữa, tôi và anh nằm hai bên. Ba người chúng tôi cả đêm không ngủ, chỉ im lặng nghe từng lời nói của con bé. Tôi và anh nhìn nhau, mắt hai người đã đỏ hoe từ lúc nào, vì khóc nhiều đến mức không thể khóc được nữa. Ba, sau khi con mắt, ba hãy kết hôn cùng dị Hương nhé. Dị Hương rất tốt bụng, rất thích hợp làm một người vợ ngày ngày ở cạnh ba. Con bé nắm lấy bàn tay anh. Bà, ba, ba không phải kẻ vô dụng. Trong mắt con, ba là một bác sĩ vĩ đại nhất. Bà đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Ba đừng tự trách mình, vì sao ba không thể cứu con được ba nhá. Vì đó là số mệnh, ba biết không, thiên thần sẽ không ở lại thời gian quá lâu đâu. Con là thiên thần trắng, sau khi mất, con sẽ ở trên trời phù hộ cho ba tay anh siết chặt bàn tay yếu ớt của con bé đến run rẩy tôi thấy anh dùng răng cắn chặt môi của chính mình để không phát ra tiếng khóc hôm nào tôi nhìn thấy con bé xem rất nhiều tranh vẽ những bức tranh đó đều là vẽ về những thiên thần áo trắng con bé hy vọng bản thân chính là thiên thần bảo an trong lòng chứa nhiều đức tin như vậy cho nên đối mặt với cái chết cũng không sợ còn tìm cách trấn an lại ba mình tôi biết bảo an đến lúc ra đi con bé không quan tâm nhất không cam tâm nhất chính là anh con bé hy vọng anh sẽ sống tốt một lát sau con bé chuyển sang nắm lấy bàn tay của tôi chủ động áp sát lên mặt chính mình dì hương cháu biết cuộc hôn nhân trước khi dì đã không thể hạnh phúc nhưng đó là do dì vẫn chưa gặp được đúng người cô gái tốt như dì trên đời này hiếm lắm sau khi mắt sáng dì hãy thay cháu chăm sóc cho bà cháu nhé bà cháu ít nói vậy thôi nhưng nội tâm rất sâu sắc tối đó con bé nói chuyện Căn dặn rất kỹ càng mọi thứ Con bé tự đầu lên vai tôi và anh Giọng nhỏ dần Nhỏ dần Hơi thở cũng vậy Tôi và anh căng thẳng Chỉ dám nhắm chặt hai mắt Từ từ cảm nhận sự ra đi của con bé Để khi không còn nghe được bất kỳ âm thanh sự sống nào Anh mới òa khóc Lúc này anh cứ như một đứa trẻ Ôm lấy con gái mình gạo thét trong sự tuyệt vọng Bảo an Bảo an Tôi mím môi Nước mắt chảy xuống Mã thấm vào môi lại chan chát. Tìm lúc này như vỡ vụn. Toàn bệnh viện ngày hôm đó đều đồng loạt đeo tang. Mọi người nói bé là thiên thần, thiên thần nhỏ, đáng yêu, xinh đẹp nhất. Qua ngày hôm sau, mọi thứ đã bắt đầu gấp gáp. Mọi người nhanh chóng vực dậy tinh thần để tiến hành phẫu thuật ghép mắt cho tôi. Lúc đi vào phòng mổ, tôi rất sợ. Anh đi đến ôm tôi vào lòng. Cầm anh tựa trên đỉnh đầu tôi, phả xuống chút hơi ấm. Anh không đích thân phẫu thuật vì ca mổ quá lớn Nên các bác sĩ đều đỡ Hà Nội Đích thân xuống thi hành Hương, đừng sợ, có anh ở đây Con có bảo an ở trên trời Sẽ phù hộ cho em Mỗi tôi khẽ rùn nhẹ Vâng, em không sợ Em muốn sau khi mắt sáng Em muốn nhìn thấy anh Anh xoa đầu tôi dịu dàng Sau đó bác sĩ hộ lý liền đẩy tôi vào trong phòng phẫu thuật Tôi được gây mê Chỉ chốc lát đã ngủ rất say Tôi dường như mơ một giấc mơ rất đẹp, rất dài một bầu trời xanh biếc, gió trước mặt tôi. Trong giấc mơ, mắt tôi nhìn thấy rất rõ ràng, bảo an đúng là thiên thần áo trắng. Con bé đi đến đem ánh sáng đặt vào bàn tay tôi. Mẹ, con yêu mẹ, mẹ hãy sống thật tốt mẹ nhé. Trong giấc mơ đó, bảo an gọi tôi, gọi là mẹ. Tim tôi ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi kéo con bé ôm vào lòng thật chặt, vì tôi sợ chỉ cần lỡ tay sẽ đánh mất con bé. Bảo an! ở lại với mẹ. Mẹ rất yêu con. Mẹ và ba thực sự rất cần con. Bảo An cười dạ dỗ như hoa. Mẹ à, con thích ở nơi này lắm. Vì chỉ có ở đây, con mới không cảm thấy thân xác bị dày vò. Nếu mẹ yêu thương Bảo An, hãy cầu nguyện cho con, Được lên thiên đường mẹ nhé. Con bé dần rời xa khỏi tầm tay tôi. Thân ảnh con bé càng lúc càng nhạt dần. Tôi cố níu giữ cách nào cũng không thể được. Đến khi con bé biến mất trong không trung. Trong lúc hôn mê Tôi nghe được rất rõ giọng con bé ở bên tai Mẹ, cố lên Bảo An sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mẹ Mẹ ơi, ba đang chờ mẹ ở bên ngoài đấy Mẹ hãy bình an Để con ở lại sống với ba Phía bên kia Thắng đi đến căn phòng bệnh mà Bảo An ở Anh dùng tay chạm vào mọi thứ bên trong căn phòng Cảm nhận từng chút một sự sống còn lại của con bé Bảo An thật sự đã ra đi rồi Mãi mãi anh cũng không bao giờ gặp được con nữa anh ngồi xuống mép giường mới phát hiện quyển sổ con bé đặt trên đó từ lúc nào anh nhanh chóng mở ra nhìn vào dòng chữ siêu vẹo anh lại buồn cười né chữ có dù nắn nót cũng không thể đẹp hơn nhưng con bé viết cho anh thì phải anh đọc từng đọc ngày tháng năm ba ơi tại sao lúc ở bệnh viện trở về ba lại khóc rất nhiều ạ có phải ba xin nói gì đó với ba không hay là con bị bệnh gì ạ à? ba ơi con biết rồi là con bị bệnh ung thư thì ra ngày hôm đó ba khóc nhiều đến như vậy chính là vì chuyện này ngày tháng năm ba gia mình ở trong phòng đã hơn mấy tháng rồi con đau lòng lắm bệnh của con không thể chữa khỏi có đúng không ba uống nhiều thuốc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó ạ bảo an rất sợ khi chứng kiến ba ngày ngày cứ giày vò bản thân mình vì căn bệnh của con ba không phải là kẻ vô dụng đâu ba ơi trong mắt con ba rất vĩ đại ngày tháng năm con không sao cả chỉ là mái tóc thôi không có tóc cũng chẳng sao cả nhưng mà những lần hóa trị thực sự rất đau đớn cơ thể con đã không thể tự chủ được nữa rồi ba ơi sao ba lại khóc có phải bác sĩ nói bệnh con lại chuyển nặng đúng không ba đừng khóc con sợ nhất chính là thấy ba khóc đấy ngày tháng năm đã hơn 4 tháng con cố gắng lạc quan để chống chọi với căn bệnh nhưng hình như không có kết quả gì thì phải. Cô thể còn lại ngày một yếu đi. Ba ơi, con biết con không có nhiều thời gian nữa rồi. Nhưng con không thể ra đi được. Vì ba ở lại một mình sẽ rất đau lòng. Ba sẽ sống như thế nào khi không có con đây? Ba ơi, những lần hóa trị tiếp theo đau đớn như những lần trước rất nhiều. Con chỉ mong bản thân có thể chết để thân xác không bị dày vỏ nữa. Nhưng con không an tâm khi để ba lại một mình ngày, tháng, năm. Hôm nay con gặp một cô gái rất giống mẹ Dì ấy tuy không nhìn thấy Nhưng dì ấy rất thức bụng Con quan sát mấy ngày rồi Thấy dì ấy luôn quan tâm đến mọi người xung quanh Ba ơi Con chỉ mong bản thân được chết Vì con đau đớn quá Nhưng mong ba hãy đem đôi mắt của con Tặng lại cho dì Hương nhé Dì ấy xứng đáng để có được đôi mắt này Ba Con mong ba và dì Hương ở cùng nhau Vì hai người rất đẹp đôi Bảo An muốn có mẹ Thở ra nở cạnh dị hương Con có cảm nhận được dì ấy rất yêu thương con Giống như tình yêu của một người mẹ thực sự vậy Ba, dị hương Tạm biệt hai người Con rất yêu hai người Mong hai người có thể thay con Sống tiếp quãng đời còn lại Phải hạnh phúc nhá Đọc xong dài dòng chữ của bảo an Nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm Đến nét chữ bị nhòe đi Cổ họng anh khô khốc Phát ra âm thanh bi thương Chỉ là cố đè nén trong lòng rất nhiều Thì ra con bé đã từng ước mình được chết đi Thì ra con bé không yên tâm Chính là để anh ở lại một mình Thì ra con bé luôn muốn anh được sống vui vẻ Muốn anh sống thay cho quãng đời còn lại của con bé Một tuần sau Giây phút tháo băng mắt cũng đã đến Lúc anh gỡ băng quấn quanh mắt Tôi cảm giác rất là hồi hộp Cả bệnh viện mọi người đều chứng kiến giờ phút này vì mọi người tin rằng đôi mắt của Bảo An để lại sẽ là một thứ gì đó rất đẹp rất thiêng liêng dành cho tôi. Ánh sáng mở nhà từ từ lóe lên trong tầm mắt nhìn của tôi. Tiếp theo đó chỉ là gương mắt mờ ảo của một người đàn ông trong bộ đồ bác sĩ chỉnh chu. Anh nở nụ cười dịu dàng khiến tôi sao xuyến. Gương mặt ấy càng lúc càng rõ ràng hiện hữu trước mặt tôi. Tôi theo phản xạ đưa tay lên kẽ chạm vào gương mặt anh. Thắng em thấy được anh rồi. Cả bệnh viện Mọi người vỡ hòa trong sự xúc động Một chàng vỗ tay hân hoan Cộng theo đó là tiếng cười Tiếng khóc Ai cũng xúc động cho tôi Anh cùi xuống Môi khẽ hôn lên trán tôi Sau đó anh quỳ xuống Mọi người liền đi đến bao quanh tôi thành vòng tròn Trên tay ai nấy Đều chuẩn bị sẵn bông hoa hướng dương rực rỡ Hương Lấy anh nhá Anh đưa chiếc nhẫn cầu hôn trước mặt tôi Nhẫn các hình bông hoa hướng dương rất đẹp Tôi xúc động đến rơi nước mắt. Vâng, anh dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi, đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào. Hôm đó, bầu trời rất trong xanh, ánh nắng chan hòa, cả bệnh viện giống như một lần nữa được thắp sáng thêm sự ngọt ngào. Sự khởi đầu mới này khiến ai cũng chúc mừng thay tôi. Sau khi mắt tôi hồi phục, thì anh đã làm thủ tục cho tôi xuất viện và làm luôn để đến nhà xác nhận thi thể của bà An về quê. Ông bà nội mong cháu trở về từ ngày đó. Khi nghe được tin bảo an mất Ông bà suy sụp một khoảng thời gian Tôi về quê cùng anh Đúng như lời con mẹ nói Trà vinh cảnh cây cối chan hòa quan cảnh mát mẻ ruộng đồng bao la Đám tang đủ diễn ra Trong sự xúc động của mọi người Ai nấy đều im lặng cầu nguyện Để tiễn đưa bảo an về nơi an nghỉ Bầu không khí bao trùm lên sự nặng nề Tôi đứng ở bên cạnh cùng với anh Tôi nghe giọng bà nội đang khóc Nước mắt theo hai hàng chảy dọc bảo an Cháu rất kiên cường Đã cố gắng chống chọi với thời gian Bà cầu nguyện cho cháu được yên nghỉ Cháu an tâm mà đi Đừng luyến tiếc thế gian này nhé Ông nội thắp ba nén Cầu nguyện Bảo an trong ảnh hương Mắt tròn xoe Đáng yêu Luôn nở nụ cười trên môi Bảo an Cháu gái yêu quý của ông Trên đời này Chẳng ai mạnh mẽ hơn cháu cả Hẹn cháu ở kiếp sau Với một hình hài khỏe mạnh hơn nhé mọi người xung quanh, từ người già, thậm chí là trẻ con, đều lấy tay che miệng chế mình lại. Có lẽ mọi người cũng không thể ngờ được, từ biệt ngày hôm đó chính là sự ra đi mãi mãi. Bữa tượng nào chẳng có lúc tàn đúng không? Con bé đã rất mạnh mẽ rồi, tuy là mất đi, nhưng con bé mãi mãi vẫn hiện hữu trong tim mọi người. Hôm đó trời mưa phủ nhẹ, hạt mưa không lớn, chỉ là đủ thấm ướt nền đất mưa, bay bay trong không trung. Có người nói, cả ông trời cũng khóc cho sự ra đi của bảo an. Sau khi cúng xong, đến tối mọi người trên tay đều cầm hoa sen trắng, đốt đèn cầy, đứng quanh mộ bảo an. Mọi người muốn có bé hiểu rằng nơi con bé đến không phải là nơi tối tăm, mà là một nơi tràn hòa ánh sáng, một nơi cực lạc hư không. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lúc anh nói với bệnh viện sẽ mang con bé về trà vinh chôn cất. Mọi người còn hỏi anh, tại sao không để bảo an được chôn ở nghĩa trang của Sài Gòn? dù gì anh cũng làm việc trên này anh chỉ cười con bé yêu quê hương của chính mình lắm dưới quê có rụng vườn không khí mát mẻ trước mộ con bé sẽ trồng hoa hướng dương loại hoa tượng trưng cho mặt trời mà con bé thích nhất đúng vậy con bé rất yêu quê hương cội nguồn nơi con bé được sinh ra mỗi lần nhắc đến quê hương con bé đều rất tự hào kể về nơi đó có rất nhiều hai tháng trôi qua tôi và anh đã thực sự có một cái đám cưới rất đẹp đám cưới ở quê không có sân khấu lộng lẫy nhưng có sự hạnh phúc ngọt ngào đám cưới chỉ trọn vẹn mười bàn nhưng ai nấy trên môi đều nở nụ cười rạng rỡ chúng tôi đến với nhau không một ai cản trở cả mọi người đến tham dự đều thật tâm chúc phúc cho chúng tôi lúc trao nhẫn trước mặt mọi người anh đã khóc tôi có chút buồn cười vì sự xúc động của anh anh nắm chặt tay tôi không nỡ buông giọng nghẹn dần hương Cảm ơn em đã đến dưới ấm trái tim anh Thắp sáng cho cuộc đời tối tăm của anh Anh từng có suy nghĩ rất dại dột Là sau khi bảo mà ăn mất Anh sẽ chết cùng con bé Nhiều suy nghĩ đó dần tắt đi Cho đến khi em xuất hiện Giống như một chiếc phao cứu sinh Để anh bám vào Em giúp anh hiểu được thế nào là tình yêu thật sự Anh càng hiểu ra Con bé thực sự muốn anh hạnh phúc Tôi nhìn anh Tay vương tới giúp anh lau nước mắt tôi cũng bị những lời nói của anh làm cho xúc động mọi người ngồi ở dưới cũng khóc cho tôi và anh anh cười nước mắt rơi xuống má sau đó anh nắm tay tôi kéo lên sân khấu rộng tạm nhìn xuống mọi người mọi người biết không tôi chưa từng thấy cô gái nào lại lương thiện như cô ấy bảo ngọc là con gái của tôi nhưng cô ấy lại xem như con gái của chính mình tôi thấy suốt hai tháng qua đêm nào cô ấy cũng khóc cô gái tốt như vậy lại bằng lòng lấy tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi không thể kìm nén được nữa. Ôm chồng, giọng nói lại nghẹn đi vì xúc động. Nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả mạng áo của anh. Cuộc đời của em có thể sai rất nhiều chuyện. Nhưng giờ phút này, em cảm thấy bản thân lấy anh. Chính là điều đúng đắn nhất em từng làm. Anh cười, sau đó nâng mặt tôi lên. Môi đặt trên một nụ hôn ống áp. Ông bà nội nhìn nhau, liền nở một nụ cười mát nguyện hai tháng nữa trôi qua Hôm đó tôi cùng anh lên Sài Gòn Bệnh viện của anh mà làm Để xin rút hồ sơ Anh muốn trở về quê làm việc Vì ông bà nội cũng đã già rồi Anh không yên tâm khi để họ sống ở quê Tôi cũng đồng tình với quyết định này của anh Lúc rút xong hồ sơ Tôi khoác tay anh Đi ra ở sân vườn của bệnh viện Hưởng thụ chút ánh nắng ấm áp ngày hôm nay Đằng xa tôi thấy rất rõ Mẹ chồng trước kia của tôi Cùng Ngọc đi vào bệnh viện Mẹ già rồi, nên bị lãng tai đúng không? Có mỗi việc đem giấy siêu âm cũng không nhớ Nếu hay quên thì lần sau Đừng nào nọc đòi đi theo con Để anh Quốc đi đi Ngọc khó chịu, vừa đi vừa hậm hực Bà ở bên cạnh cũng không dám phải bác nổi lời Chỉ biết gật đầu cho ngôi chuyện Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi Xin lỗi bao nhiêu lần rồi Lần sau, để anh Quốc đi cùng con Ngọc quát lớn tiếng Nhưng mà thằng Quốc nó đi làm mà con Bệnh viện bao nhiêu việc Nó sao có thể bỏ việc đi cùng con được ngọc co mày lừa một cách đầy chán ghét nghỉ một ngày cũng không chết đói đâu mẹ xem cái trọng cái công việc của anh ấy tại sao lại không xem trọng đứa cháu trai trong bụng mẹ mẹ bà bị ngọc nói đến cứng họng hai người họ đang nói chuyện ánh mắt bà nhìn thấy chúng tôi và anh đang đứng ở gần bà giật mình liền ái ngại cúi đầu xuống không dám nhìn tôi tôi quay sang nhìn anh chúng tôi hiểu được ý của nhau để có được xem là quá báo không nhờ trước đây bà quát tháo luôn chèn ép tôi bây giờ lại bị con dâu chính mình chèn ép lại sự đời có nhiều chuyện thật sự rất khó lường đến tôi và anh dùng cơm với mọi người ở bệnh viện xong liền ra về mọi người làm bữa tiệc nhỏ để chia tay tôi và anh lúc ra về tôi thấy quốc đứng ở đằng xa chần chờ một lúc mới tiến lại anh hiện tại rất khát xa bộ đồ bác sĩ không còn thẳng nữa cả gương mặt cũng tái nhợt dầu ria không cạo trông anh thật xoay xòa hương đã lâu không gặp Anh có thể nói chuyện cùng em một chút có được không Tôi ngẩng đầu lên nhìn thắng Giống như hỏi ý Anh cười ôn hòa liền gật đầu Tôi và Quốc đi đến một quán nước gần bệnh viện Chỉ hơn 10 phút Tôi đã thấy anh hút rất nhiều thuốc lá Có lẽ anh nghiện rồi Anh thật khác chút đây Tôi cười ung dung nói Anh kéo nhẹ một ngụm thuốc Em cũng rất khác Sắp mặt rất dạng ngỡ Nếu không nhìn kỹ Có lẽ anh đã không nhìn ra được em Anh ta thật sự tốt với em anh đưa tay lên tôi thấy chiếc đồng hồ năm nào tôi tặng anh vẫn đeo anh anh vẫn đeo nó sao anh cười chua xót anh đeo chiếc đồng hồ này để nhắc nhở bản thân rằng cả đời này của anh đang bỏ lỡ một người phụ nữ rất tốt tôi cười nhạt mọi chuyện đúng là khó lường tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày tôi và chồng cũ của mình lại có thể cùng nhau nói chuyện ngọc sắp sinh rồi anh nên để tâm đến cô ấy một chút phụ nữ mang thai rất đa sầu đa cảm ừ Cô ấy rất nóng tính Khác hẳn em trước đây Anh vẫn nhớ rất rõ Em ở bên anh luôn im lặng Em không chất vấn anh Cũng không đòi hỏi anh cái gì Anh lại xem đó là sự hiển nhiên Cho nên không trân trọng Bây giờ mất em rồi Anh thật sự hối hận không kịp Có lẽ em cũng gặp mẹ anh ở viện đúng không Trước này mẹ anh ước hiếp em Bây giờ mẹ lại phải chịu đựng tính khí của Ngọc Có lần mẹ từng nói với anh Mẹ rất hối hận Khi không biết quý trọng được con dâu tốt cho nên bị ông trời bảo ứng rồi Tôi cười lãnh đạm Anh bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện Thì cũng đã muộn rồi Anh ấy rất tốt với em Chưa bao giờ lớn tiếng Anh ấy luôn có nguyên tắc riêng của chính mình Anh ấy nói đời này anh ấy có thể lấy được em Chính là sự viên mãn Mắt anh đỏ hoe Em hạnh phúc thì anh cũng mừng trong lòng Lúc tôi rời đi tôi vẫn cảm thấy rất rõ Quốc ở phía sau Nhìn theo tôi rất lâu Mắt không chuyển hướng anh ước gì thời gian có thể quay trở lại Anh chắc chắn sẽ không đánh mất cô Nói chuyện xong rồi sao Vâng, về thôi anh Em lạnh rồi Đêm xuống xuống lạnh rơi Thắng cởi áo khoác, khoác lên người Tôi cười nhẹ Lên xe, ôm chặt vào Tôi cười rạng rỡ nụ cười xen lẫn hạnh phúc ngọt ngào Bạn có tin vào hai từ duyên phận không Kể thực, lúc đeo chiếc nhẫn cuối trên tay Lúc bước vào tận lễ đường Cũng chưa chắc Người đàn ông đó chính là người chồng có thể sống tới bạn đến đầu bạc răng long từ bỏ thứ không thể chạm tới bạn sẽ có được thứ tốt đẹp phù hợp hơn với chính mình một năm sau mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ ở quê anh tôi mở một quán cơm chay nhỏ nằm ở khu chợ bạn bằng được tôi thuê mỗi tháng 2 triệu mỗi đĩa cơm 10.000 đồng phù hợp với dân lao động mọi người cũng rất thích cơm chay tôi nấu người dân ở đây gọi là cơm chay gì hương còn anh vẫn đi làm ở bệnh viện anh có tài cho nên ổ đau cũng được trọng dụng làm ở trên tỉnh sáng đi sớm tối lại tranh thủ về tôi ở nhà với cha mẹ anh ông bà lớn tuổi mắt cũng kém dần nhưng ông bà lại ra quán cơm phụ tôi ông bà thường vui vẻ nói chúng ta còn sống thì còn làm việc vì lao động là vinh quang tôi đang bận trong bếp bên ngoài nghe giọng nói xôn sang trên khu nhà cạnh chợ mẹ ăn cắp tao bao nhiêu lần rồi hả lần trước đã lấy của tao hết mấy cái bánh bao tao đã không nói rồi hôm nay lại đến đi Tao dẫn mày lên xã cho cô An giải quyết Người phụ nữ đang mang mỏ là cô Trinh Bán bánh bao thịt ở khu chợ Trà Vinh Cô Trinh thức giận Tay chỉ vào chán thằng bé trưởng 9 10 tuổi đang hoảng sợ Con xin lỗi Nhưng con rất cần đồ ăn Nhà con khổ lắm Xin cô hãy cho con cái bánh bao này Hai mắt thằng bé long lanh ngấn nước Cả bộ đồ nó mặc trên người Cũng không được lành lặn Trong bộ dáng giống như chết đói mấy ngày Cô Trinh cao mày Đám mặt cũng vừa đi chút giận dữ Giọng hạ thấp hơn Tao biết mày khổ Nhưng mày nghĩ xem tao có khá hơn mày được bao nhiêu không Thuê ở chợ càng lúc càng tăng Bánh của tao cũng không thể lên giá Mỗi ngày bơn trải Cũng chỉ kiếm được vài đồng lẻ Mày lấy của tao vài cái bánh Thì xem như hôm đó hết lời rồi Mọi người trong chợ bắt đầu xúm lại Ai đấy đều cảm thấy thằng bé đáng thương Nhưng cũng chẳng ai trách cô Trinh cả Vì thời buổi này làm ăn đã rất khó sống rồi Cô Trinh cũng khổ Cho nên mới thức giận như vậy Tôi nghe câu chuyện lên từ dưới bếp chạy lên cô trinh để cháu trả tiền giúp thằng bé hương con định trả thật sao vâng cô trinh có để con trả giúp thằng bé cho hôm nay con bán đắt lên lời được chút ít đây tôi vừa nói vừa nhét tiền vào tay cô trinh cô thấy vậy liền thở dài rồi sau đó cũng nhận tôi chạy đến cháu bé và lên hỏi cháu tên gì hai mắt thằng bé long lanh nhìn tôi dạ tên lâm tôi vừa hỏi rút câu nước mắt thằng bé đã giàn rụa rơi ướt đắp nương mặt Thằng bé lấy tay, là vội khiến gương mắt càng thêm len luốc Cháu và mẹ cháu mấy hôm nay đã không có gì để ăn Em gái cháu nữa, sắp chịu không nổi nữa rồi Tôi dùng khăn giấy lau mà giúp thằng bé Cuộc sống ngày càng khó khăn, người nghèo càng lúc càng nhiều Hoàn cảnh này ai đều thấy đáng thương Mẹ cháu có ở gần đây không? Có ạ, à, ở chân cầu đằng lộ lớn đó gì Ừ, dì Hương tính như vậy nhá Lát nữa chỉ làm vài hộp cơm cho cháu Mang về cho mẹ và em gái cháu ăn Thằng bé hai mắt liền sáng rỡ Có thật không ạ à? Ừ nhưng cháu phải hứa với gì Sau này không được ăn cắp nhé Ăn cắp xấu lắm đấy Vâng ạ à, dì Hương dì thật tốt Cháu hứa với dì, nhất định cháu sẽ không ăn cắp nữa Đến chiều sau khi dọn xong Tôi về nhà thấy ông bà nội đang bế đứa cháu hàng xóm Hai ông bà rất vui vẻ Tôi cũng không khỏi chạy lòng Buổi tối lúc vào phòng cả đêm lăn qua lăn lại không yên giấc tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chưa thể làm trọn vẹn bổn phận của một đứa con dâu hiếu thảo khiến nội tâm tôi giàn xé cực đoan thắng thấy tôi không thể ngủ liền lên tiếng lo lắng hương sao vậy em ông bà thật sự rất mong cháu rồi anh à hay là anh cưới thêm một người vợ nữa để hương em đừng nói như vậy anh không cho phép em con cái là trời cho nếu như không thể có thì đó là phúc phần của nhà chúng ta đời này anh chỉ có một mình em là vợ anh không đợi tôi nói hết một câu liền trực tiếp cắt ngang lời tôi nhưng mà không như gì cả chẳng phải vấn đề này anh và em đều đã thống nhất rồi sao em có bảo anh cưới vợ khác anh sẽ giận thật đấy ông bà nội ở bên ngoài nghe được hai người liền nhìn nhau ông à có lẽ lúc chiều hương nói thấy chúng ta bề đứa bé hàng xóm nên chạy lòng rồi chúng ta bội tâm thật sau này làm gì cũng nên để ý đến tham cha của con hương một chút mẹ xin lỗi hương Tôi có chút ngẩn ngơ Sao vậy mẹ? Ừ, mẹ và ba vô ý quá hả con? Mẹ thấy thằng cu nhà hàng xóm dễ thương Nên đụng một chút Mẹ không đòi hỏi gì con đâu con ạ à. Tôi suýt xoa nắm lấy tay mẹ Mẹ đâu có lỗi mà phải xin lỗi con Mẹ à Có biết cả nhà mình cũng không để tâm đến chuyện đó Nhưng con là đàn bà Sinh con cho chồng là chuyện tất nhiên phải làm Mẹ cười hiền Mắt đỏ lên kéo bàn tay tôi vỗ nhẹ Con ăn ở tốt như vậy nhưng ông trời lại cứ bằng đãi con Tôi cười gượng Thôi mẹ đừng bận tâm quá nhiều chuyện Bây giờ con cứ thuận theo tự nhiên vậy Con cũng không muốn cưỡng cầu cái gì Ừ Miễn sao vợ chồng con thấy thoải mái là được Nên nhớ ở phía sau Còn có ba mẹ và thằng Thắng ủng hộ con nhé Con không phải chỉ có một mình Vâng ạ à. Ba Ba lại ho sao Mặc thêm áo vào để đỡ lạnh Ba cười Xua tay tôi Ngồi xuống võng Đùng đưa uống ly trà nóng bệnh cũ ấy mà con đừng lo Ba chồng tôi bị bệnh phổi lâu năm cũng không khỏi chạy chữa rất nhiều thuốc tây mỗi lần trời chuyển lạnh lại ho miết dạ để chưa con sang chùa hốt ít thuốc nam cho ba uống nhé để như vậy cũng chẳng phải cách đâu mẹ liền nói để mẹ đi cho con bận ở quán trai cả ngày còn phải lo nhiều việc thôi mẹ con đi sẽ nhanh hơn chùa cách quán có bao nhiêu bước đâu mà mẹ và ba ở nhà con đi đến quán đây chưa lại về ở ừ con lúc tôi đi bà mới quay sang nói với ông con dâu nhà ta thật tính nó ăn ở hiền hậu chắc chắn trở cao sẽ không bạc đãi nổi đâu ông nhờ đến trưa tôi nhận được cuộc gọi của anh anh bảo quên mang tài liệu nên bảo tôi về nhà lấy tôi còn cẩn thận chuẩn bị ít cơm chay đi đến bệnh viện đưa cho anh từ xa tôi thấy thắng đang cùng một cô gái nói chuyện cô ấy cứ đứng sát vào miệng cười cười nói nói cái gì đó tôi đi lại gần thì tò mò mang dép sang một bên nghe trộm bác sĩ thắng em thật sự rất ái mộ anh anh cười cảm ơn em anh khách sáo nói nói tiếng cảm ơn định rời đi thì bị người phụ nữ kéo tay lại thắng ý của em muốn nói là em rất thích anh tôi ở bên này lồng ngực từ lúc nào đã căng thẳng xin lỗi tôi là người đã có gia đình em không quan tâm thắng anh để em làm tình nhân của anh có được không ở bên này mắt tôi ướt đẫm tôi dùng tay che miệng chính mình bỏ lại phía sau lại nghe thấy giọng của anh hương chờ anh bước chân của tôi khựng lại anh đi đến bên kéo lấy tay tôi dẫn trước mặt người phụ nữ cô ấy là gia đình của tôi cũng là người tôi yêu nhất tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô ấy tôi kinh ngạc nhìn anh anh cười dịu dàng người phụ nữ nghe vậy liền xấu hổ rời đi hương tại sao em lại muốn chạy anh quay sang hỏi tôi em em không tin anh sao không phải nhưng tôi ngập ngừng anh liền kéo tôi ôm chặt trong lòng Tôi nghe gió nhịp tim Đang đập bình ổn của anh Anh làm ở bệnh viện Mấy chuyện này dĩ nhiên không thể tránh khỏi Nhưng em hãy tin ở anh Anh sẽ không vì một phút sai lầm Mà phá tan hạnh phúc mà em đang có Và anh càng không thể để em phải vì anh Mà rơi một giọt nước mắt nào nữa Tôi nghe anh nói Liền khóc hòa vùi mặt vào áo anh Em xin lỗi vì em đã không tin tưởng anh Đến chùa tôi cùng anh đến chùa hốt thuốc cam cho ba Tôi bảo anh đứng ở bên ngoài đợi tôi một chút Tôi vào bên trong Tìm tượng mẹ quan âm để lại Tôi thành tâm khẩn cầu Mong mọi chuyện sẽ linh nghiệm Tôi dập đầu ba cái Sau đó mới đứng lên rồi đi Đến bây giờ tôi vẫn có lòng tin với một câu nói Bạn có việc sống tốt Trời cao tự khắc có an bài 3 năm sau Ngày số của bảo an Mọi người đến tham dự rất đông Hàng xóm họ hàng không vắng một ai cả Ngày số nhà tôi cúng cơm chay cả để ăn cùng dọn toàn là món chay Tôi muốn đem phúc lộc đến cho mọi người Ai cũng nhớ về bảo an Trong ngày hôm sau Dọn xong đám tôi mệt mỏi đến ngất xỉu Lúc đến bệnh viện tôi nhận được tin Khiến tôi vỡ hòa Anh Thắng chúc mừng anh Vợ anh đã có thai hơn 7 tuần rồi Tôi vẫn nhớ rất rõ câu nói đó của bác sĩ Ba mẹ chồng tôi mừng đến rơi nước mắt Mọi người đều vỡ hòa trong sự xúc động Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng Không ngừng suýt xoa Hương anh thật đáng trách em có thai mà anh cũng không biết. Anh không biết, bản thân là bác sĩ cái kiểu gì nữa. Anh xin lỗi em." Tôi lắc đầu. "Anh đừng nói vậy. Bản thân em mang thai em còn không biết, người đáng trách phải là em mới phải." Bác sĩ đứng bên cạnh cười, sau đó quay sang ông bà nội dặn dò. "Chị nhà đây sức khỏe hơi kém vì mang thai mà lao lực quá nhiều nên mới ngất xỉu. Chị cần nghỉ ngơi điều đặn sẽ không sao. Sau khi biết bản thân mình mang thai thì tôi và anh đều thống nhất đóng cửa quán cơm chay một thời gian." Vì tôi biết rất rõ Đứa bé này không dễ dàng mà đến Đứa con này là tôi dùng nhiều công đức Ngày đêm cầu khẩn Suốt 6 năm qua mới đổi lại được Cho nên tôi phải thật thận trọng Mẹ và ba tôi ở dưới quê hay được tin Cũng mừng rỡ Ngày nào cũng gọi điện lên cùng nói chuyện với tôi Chị hai tôi cũng vậy Chị bây giờ cũng đã tìm được bến đỗ cho riêng mình Hôm sau tôi và anh Ông bà nội lên chùa trả lễ Tôi muốn mượn hoa kinh vật bài tỏ Lòng đến mẹ quan âm Cuối cùng tôi và anh đều có một cuộc sống trọn vẹn 4 tháng sau thì siêu âm tôi được biết quân quả Là con của chúng tôi Là một đứa bé gái Tôi và anh mừng khóc trước cổng lớn của bệnh viện Cầu hình siêu âm trên tay Tôi không khỏi xúc động Tôi biết ông trời rất công bằng với tôi Và tôi cũng tin vào nhân quả tuần hoàn Không phải là không báo Mà là chưa báo Ở đời làm người phải biết đủ Không được tham lam, không được ích kỷ Phải biết cho đi để còn nhận lại phải biết vị tha đến đổi lấy sự hạnh phúc về sau nhớ hôm nọ tôi vào à gặp anh gặp được một người bạn trên sài gòn có việc nên sang nhà chơi nói chuyện vài câu thì tôi nghe anh ta kể gia đình của quốc tôi là chồng cũ của tôi Vị bể nợ mà cả nhà phải ra đường ở tài sản cũng bị siết chặt bây giờ rất thảm quốc rơi vào nghiện rượu nặng ngày nào cũng uống giết rồi bệnh viện cũng không chịu nổi phải kỷ luật quốc vài lần sau đó cũng đuổi rồi cả vợ cũng ôm con bỏ đi Bây giờ chẳng khác gì hai bàn tay trắng Có lẽ họ thật sự đã gặp báo ứng rồi Tôi và anh cuối cùng đã viên mãn Chúng tôi ở bên ngoài Cuộc sống rất im Không cãi vã cũng không giận dỗi nhau Anh luôn biết cách hiểu tôi Rất tâm lý lại yêu thương tôi Năm đó tôi sinh một bé gái Ở bệnh viện Trà Vinh chỗ anh làm Tôi vẫn nhớ cái ngày con bé chào đời Chính là ngày mùa xuân Mùa mùa xuân ấm áp tràn đầy sự yêu thương À con gái của tôi tên là Bảo Xuân 3 năm sau Thắng, anh có tin vào duyên phận không? Có chứ, tại sao em lại hỏi như vậy? Em cảm thấy Bảo Xuân càng lớn lại càng giống Bảo An Anh nghĩ xem có phải là Bảo An chuyển kiếp thành con gái của chúng ta thêm một lần nữa không? Có lẽ em với Bảo An thật sự có duyên phận mẹ con Không phải chỉ là giống về ngoại hình Mà là giống cả cách con bé nói chuyện đều y như đúc Hàng xóm đều nói như vậy Anh cười Ừ, dù Bảo Xuân có giống với Bảo An Thì cả hai đều là con gái của chúng ta mà Vâng, tôi cười ngã vào lòng anh Thời gian thấm thoát trôi qua Bảo Xuân ngày càng khôn lớn Tôi và anh cũng ngày một già đi Ông bà nội tuổi cao sức yếu mà qua đời Thoáng chốc đã 20 năm trôi qua Anh về hưu không còn làm ở bệnh viện nữa Anh về quán cơm chay để phụ giúp tôi Bây giờ quán cơm chay đã có cả biểu hiện Là cơm tình thương Chỉ cần đói cứ vào ăn Khi nào có tiền thì trả Tôi và anh dùng tiền hưu của bác sĩ Để duy trì gắn cơm giúp người nghèo khó có thêm miếng ăn. Ngày hôm đó tôi vẫn nhớ rất rõ, ánh nắng tràn hòa, tôi cùng anh ở quán cơm chay đang dọn dẹp, nghe giọng nói của Bảo Xuân vọng đến gọi tôi và anh. Mẹ, ba, Bảo Xuân bây giờ đã là một tiểu nữ xinh đẹp, con bé vẫy tay với tôi và anh, sau đó liền chạy đến, giọng mừng rỡ. Con đỗ đại học rồi bố mẹ ạ, ngành y đấy. Tôi và anh mừng rỡ, tôi vui đến chảy nước mắt. Mẹ xem nào, con gái mẹ giỏi thật, anh ở bên cạnh cũng không được vui giống như có tâm sự trong lòng bao nhiêu ngày nghỉ không chọn cố nhất quyết chọn ngành y làm gì cực lắm bảo xuân cười ôm chầm lấy anh con muốn được giống như ba là một chiến sĩ áo trắng giúp mọi người chữa bệnh trong mặt con ba là một bác sĩ vĩ đại nhất tôi và anh cười nhau đến tích cả mắt cả ba người hạnh phúc viên mãn tràn đầy sự yêu thương